Rời đơn vị DKZ82 Chúng tôi tiếp tục đi về hướng trung đoàn bộ 812 Tới Ta Cô rồi Anh Chiến nói đây là nơi đóng quân của trung đoàn Bây giờ chúng ta phải lội sang bên kia suối Để đến đại đội trinh sát nghỉ Ngày mai mới biên chế Suối Taco rộng khoảng chừng 40 mét Nước chảy quần quận Cũng may là thời điểm này Nước chưa đầy Vào tháng 7 năm 1983 Chúng tôi lội xuống nước chỉ ngang ngực thôi Vậy mà lội cũng rất khó khăn anh Chiến chỉ cho anh em cách lấy tấm tăng Chùm hết ba lô rồi cột lại Muốn qua điểm đến bên kia suối Thì phải đi ngược lại dòng chảy của nước Rồi cứ ôm ba lô làm phao mà lội qua Thật là hú hồn Vì chúng tôi lần đầu tiên lội suối Thế là cũng vượt được qua con suối Taco an toàn Và tất cả tân binh Ai đấy đều mừng rỡ Vì có một số người không biết lội Chúng tôi được lệnh hành quân tiếp Đi thêm khoảng 4 km nữa thì tới một c Đây là đơn vị trinh sát trung đoàn Tất cả tân binh được chia về nghỉ tạm ở các B Đêm đó các anh em, bạn bè tập hợp dưới sân bóng để tâm sự cùng nhau Để rồi ngày mai có thể không còn gặp nhau nữa Vì sẽ biên chế chính thức về các đơn vị Chúng tôi 14 người cùng chung một xã hứa hẹn cùng nhau Ngày lễ 22 tháng 12 của năm 86 Anh em sẽ gặp nhau tại đồng hồ Nguyễn Huệ Thời điểm này đã có luật nghĩa vụ quân sự Đến lúc này Chúng tôi vẫn chưa hiểu thế nào Là cuộc chiến, là cuộc sống Là cái chết Nên anh em vẫn vô tư hứa hẹn cùng nhau Hứa hẹn ngay trở về với mẹ Với quê hương Với cả người yêu nữa Đâu có ai ngờ được tám người trong số chúng tôi Đã phải nằm lại trên mảnh đất Campuchia này Không có gì có thể nói trước được Khi còn ở trên chiến trường ca 5 giờ sáng kèn báo thức vang lên mọi người bật dậy chuẩn bị ba lô vệ sinh cá nhân chưa xong gì hết thì kèn báo cơm lại vang tiếp chạy đi lấy cơm ăn chưa xong thì lại cảnh tập trung thật là đúng với môi trường lính chiến đấu cái gì cũng phải nhanh gọn không phải như ở quân trường thế là chúng tôi được học bài đầu tiên là phải nhanh lẹ gọn cả đoàn quân tân binh lặng lẽ rời ra taco tập trung tại sân bóng trung đoàn để chờ đọc tên biên chế về đơn vị. Lúc này tôi mới biết là chỉ có lính ở huyện Bình Chánh và tỉnh Hà Sơn Bình được đưa về trung đoàn 812 này thôi. Từng người được đọc tên, trung đoàn bộ nhận quân trước, xe thông tin chính sát công binh, từng tiếng la có từ dưới hàng quân vang lên để biết ai sẽ về đơn vị nào. Hồi hộp, kẻ ở lại trung đoàn bộ, người về tiểu đoàn bộ binh, anh em bạn bè đều đi mỗi người một chỗ không còn chung như trước nữa K1 nhận quân xong dẫn đi Tới K2 rồi cũng đi Trên sân bóng giờ chỉ còn chừng 60 người Thế rồi đồng chí phụ trách nói chung Số còn lại về K3 Đến giờ tôi mới có dịp Nhìn kỹ những người lính nhận quân của tiểu đoàn 3 Các anh trang bị súng đạn Thấy giống như ở trong phim Lưu đạn đeo quanh mình Tay thì cầm AK Cổ thì quấn khăn cả ma Đầu không đội nón của bộ đội mà là đội nón của lính ca sụp xuống che gương mặt vàng vọt vì sốt rét trông thấy sao sao kiểm tra lại toàn bộ số tân binh anh phước lính 80 ở long an phụ trách chung ra lệnh giờ chúng ta hành quân về pai Linh. trên đường đi có thể gặp địch các đồng chí phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh từng người đi cách nhau 20 mươi mét đi theo dấu chân người đi trước tuyệt đối im lặng vì đường về pai Linh không an toàn Chúng ta phải đi qua ngõ 300 nhà Thế là chúng tôi lên đường về Pai Linh. Dẫn đầu đoàn quân là hạ anh chính sát Tay thì cầm cần câu để dò mìn Cổ mang một cái la bàn Súng AK báng xếp đeo ở sau lưng Các anh đi rất cẩn thận Khi đi ngang qua những khu vực khả nghi Thì lấy cần câu dò mìn Cây cần câu dò mìn của lính ta Giống như cây cần câu cắm cá vậy Nhưng dài chừng 1 mét đi chừng năm cây số thì các anh leo lên cây ngó hướng rồi lại lấy lá bàn ra tìm hướng. cả đoàn quân lặng lẽ đi theo dấu chân người trinh sát. lúc thì đi qua những khu rừng trồi cỏ cây ngang bụng, khi thì vào khu rừng già không một ánh nắng, cảnh rừng im ả quá. lâu lâu có tiếng tót của con mang rồi tiếng lốc cốc của con chim gõ kiến vang lên làm khu rừng bớt im ả xa xa có tiếng súng ak vang vọng không biết là của ta hay địch mà chúng tôi thấy các anh lính trận quân vẫn coi như không có gì làm chúng tôi cũng yên tâm tâm trạng của lính tân binh lúc này chỉ có lo hồi hộp và sợ hãi mà thôi đi được tới trưa thì có lệnh dừng chân nghỉ ăn cơm mừng quá vì ai nấy đều mệt mỏi vô cùng tranh thủ lấy cục cơm vắt ra ăn với ruốc cá hồi sáng trước khi đi anh nuôi phát cho người Mỗi người một cục cơm vắt Với một nhúm ruốc cá Đây là món ăn khô của lính ta Các loại cá được xay nhuyễn Rồi sấy khô lên Trộn với muối Anh nuôi chỉ cần cho vào chảo Xào qua xào lại Vậy là đã xong Một món ăn rất ngon Đối với lính ta lúc này Chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm Nhưng lưng vẫn đeo ba lô Không được tháo ra Vì đó là lệnh Là chuẩn của lính khi tác chiến lên đường tiếng truyền lệnh từ người đi trước truyền tới cho người đi sau nho nhỏ vừa đủ nghe đoàn quân đang đi bình thường bỗng lại đi chậm đi từng bước một vì đã tới khu rừng che gai dày đặc lúc này mới thấy cái khổ cực của trinh sát các anh phải dò dẫm từng nhánh che bẻ từng nhánh để mở đường khi thì leo hẳn lên cây che gai lúc thì nằm sát dưới đất để trườn qua thật là gian nan vất vả mọi khó khăn cũng vượt qua khi đoàn quân thoát khỏi khu rừng che gai nhưng chẳng ai còn được lành lặn quần áo rách te tua chân tay thì chảy xước nhất là bọn lính tân binh chúng tôi bị nhiều nhất vì chưa có kinh nghiệm đi rừng hầu như lính mới đều mất nón khi đi qua khu rừng che gai này đa số là nón cối khi rớt cũng không ai lượm lại vì mấy anh lính cũ nói ở đây tụi anh không xài nón cối lính bộ binh mà Qua được khu rừng che gai Đi khoảng một tiếng Thì tới một cánh đồng trồng cây cà phê Cà phê bát ngát Không ngờ nơi đây lại có một khu rừng cà phê Chúng tôi đi mãi Mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cà phê Qua khỏi được cánh đồng cà phê Là tới nhà máy cà phê Đây là nhà máy giang xay cà phê lớn nhất Bài Linh của dân Campuchia Giờ đây nó thật là hoang tàn Xung quanh nhà máy còn vương lại dấu vết của chiến tranh. Giờ đây chỗ này là nơi đóng quân của lính Campuchia, tiểu đoàn pháo 105. Rời nhà máy cà phê, đoàn quân lên đường đi tiếp, đi khoảng chừng hai cây số thì ra được đường xe chạy. Theo mấy anh nhận quân nói, nếu sẽ phải con đường này thì sẽ sang đất Thái Lan, vì đây là con đường giao dịch mua bán của dân Pailin và Thái Lan. Giờ đây không còn người và xe đi nữa, nên có mọc đầy chỉ còn lối mòn của lính ta hàng ngày đi chốt đường mà thôi chúng tôi rẽ trái đi theo đường này để đi về dây bộ đoạn đường này được an toàn vì lính ta và bạn thường xuyên đi lại và có cả lính chốt đường nữa đi thêm khoảng 4 km nữa thì chúng tôi đặt chân lên đường nhựa của thị trấn Pai Linh, nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ lúc này chừng 4 giờ chiều vậy là đã tới nơi rồi mọi người mừng quá vì đã đi suốt một ngày quá mệt mỏi với đám lính tân binh bọn tôi khu vực pai lin này ngày xưa chắc đẹp và giàu lắm hai bên lường là những căn nhà lầu cứ khoảng chừng vài trăm mét thì có một sạp hát nhưng giờ đây tất cả đều hoang tàn sụp đổ vì chiến tranh theo lời những người lính cũ nói nơi đây được gọi là vùng đất tà pon dân ở đây rất giàu nhờ vào những hạt đá quý đỏ đá này có viên lớn chừng hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn Cũng có viên bằng đầu của đũa ăn cơm Có hai loại là màu xanh nước biển và màu đỏ Màu xanh thì có giá trị hơn Viên đá có giá hay không Còn tùy thuộc vào độ nứt lớn nhỏ của nó nữa Thường khi lính ta lượm được đá Thì sẽ cầm viên đá rồi dơ lên Để nhờ ánh sáng dọi xuyên qua Để xem đá có vết nứt nhiều hay ít Mà tính giá trị của nó Nếu nứt ít hoặc không thì bán được rất nhiều tiền Đá tà bon này có viên cỡ hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn Cũng có viên bằng đầu đũa Có nhiều góc cạnh Nhìn xuyên qua viên đá Có hai loại màu xanh biển và màu đỏ nhạt Màu xanh bán có giá hơn màu đỏ Tùy theo độ nứt lớn nhỏ Bởi thế nên lính ta Mỗi lần lượm được là dơ lên Nhìn xuyên qua đá để xem nứt nhiều hay ít Thường thì sau mỗi cơn mưa Là đá hay nổi lên mặt đất Nhìn là thấy liền bởi vì thế lính người Lin Khi đi là hay nhìn xuống đất Hoặc sau khi tiểu đường Ở đây giờ cũng còn đá rất nhiều Nhưng toàn là đá ton không Đá này viên nhỏ Màu hơi đục Nên không có giá trị Lượm được chừng nửa hủ bi thuốc Bán chừng 5 ria thôi Chứ nếu lượm được đá tốt Có khi bán được cả trăm ria Sáng sớm vừa mới ăn cơm xong Bỗng nghe ỉ xèo Chạy ra cổng chùa mới biết Là vệ binh tiểu đoàn Bắt được ba anh lính tân binh đảo ngũ Hồi khuya Thì ra là thằng Thanh Hí, Dũng Nhí Và Tuấn Xanh Đôi Ba thằng đều ở bình chánh chúng tôi Tư tưởng chưa thông Hồi tụi nó trốn khỏi chùa Đi dọc theo đường xe Ra khỏi tiểu đoàn được một đoạn Chừng 2 km Không ngờ bị bộ đội Campuchia bắt lại Và giao cho tiểu đoàn Đã tới nơi đây rồi Thì không còn đường nào để trốn nữa nếu không bị bắt lại thì cũng sẽ bị mìn hoặc địch giết thôi bạn ơi nghe tiếng còi tập trung mọi người đều vội vàng đeo ba lô lên vai rồi xếp hàng ngay ngắn theo đúng điều lệnh thủ trưởng sơn tiểu đoàn trưởng quê ở nghệ tĩnh mấy anh lính cũ hay gọi ông là sơn bọ cầm một sấp giấy đứng trước hàng quân rồi ông nói lên nhiệm vụ của chiến sĩ xác định tư tưởng yên tâm công tác đừng có tư tưởng đảo bỏ ngũ như ba đồng chí kia Nói chính trị một hồi, thủ trưởng mới đọc tên từng người để biên chế về các đơn vị. Vậy là anh em bạn bè lại chia tay nhau. Người ở lại dê bộ, các xe trực thuộc, nào là trinh sát, thông tin, cối. Hết bộ phận dê bộ thì tới các xe bộ binh. Chúng tôi được biên chế về xe 9. Ai được biên chế về xe 10 thì khỏe nhất vì được ở tại thị trấn Bailin này để bảo vệ. Còn xe 9 thì sẽ theo về hướng nhà 300. Đơn vị đang ở đó. Riêng C11 thì đóng quân ở trên đồi 505. Đây cũng là điểm nóng của Pailin. Nếu ai đã từng ở Pailin thì sẽ biết mất 505 là sẽ mất Pailin. Đồi 505 là một điểm cao nằm gần biên giới Thái. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống đất Thái, xe ô tô chạy cũng nghe thấy tiếng. Pol Pot thường xuyên tập kích và đánh chiếm mỏm đồi này ba chạc tân binh đảo ngũ được biên chế đầu tiên về C11 này cho lên đồi 505 luôn thế là khỏi trốn thế là C9 cùng C11 lên đường về đơn vị quay trở lại đường xe đi về hướng biên giới đi chừng khoảng 10 km thì C9 rẽ vào rừng để về đơn vị còn C11 tiếp tục đi thẳng để lên chốt 505 đi sâu ở trong rừng khoảng 2 km nữa thì tới đơn vị C9 những anh em lính cũ đứng tập trung để nhìn chúng tôi. Những gương mặt vàng vọt với sốt rét, những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ của người lính ở nơi đây làm cho chúng tôi hồi hộp, không biết rồi mình sẽ ra sao. Nhưng thôi, mặc cho số phận, anh em sống được thì chúng tôi cũng sống được. Lúc này tư tưởng đã xác định được chút chút rồi. Ngày đó, lúc này tôi cũng có uy tín với chỉ huy, được phép lên đại đội uống trà bắc ở đại đội được mấy anh có được cái đài radio mấy anh già đài sau đó lọt vào đài pol pot tiếng việt toàn là nói về tâm lý chiến không sau đó là lời nói của mấy chàng lính vượt biên nhưng bị pol pot bắt tôi là lính của đơn vị này quê quán ở quận kia rồi kêu gọi anh em chiến sĩ hãy bỏ hàng ngũ thế là bỏ rồi lính ta có bỏ chạy sang thái nhưng đều lọt vào tay pol pot hết hai mươi mấy lính tân binh đứng xếp hàng trước sân đại đội để chờ thủ trưởng ra đọc tên biên chế về các B. Anh sĩ đại đội trưởng tự giới thiệu tên, rồi anh giới thiệu các anh trong ban đại đội gồm có anh Quang Đại Phó quê Quảng Nam, anh Mai, Tâm, Bá quê Nghệ Tĩnh. Vậy là ban chỉ huy có tất cả 5. Giới thiệu xong ban chỉ huy, anh sĩ mới đọc tên từng người về các B. Vậy là xong. Chúng tôi đã nhập hộ khẩu chính thức ở C9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 812, sư đoàn 309 này, bắt đầu cuộc sống mới vào cuộc đời lính bộ binh chiến đấu nơi đất lạ quê người của vùng đất Campuchia. C9 gồm có 3B, 1, 2 và 3. B cối 60, B chuyên môn phục vụ. Quân số tính luôn số tân binh chúng tôi cỡ khoảng 65 người. Vì thế nên các anh em lính cũ rất mừng khi có lính mới bổ sung cho quân số ít ỏi hiện tại. Tôi, Giang và Xuân ba người cùng chung xã được ở chung một b và đến trong b chúng tôi được hành quân bê trưởng quê quảng nam giới thiệu anh em ở trong b anh em trong b người quảng nam người ở long an rồi cả thanh hóa kiên giang đồng tháp hà sơn bình thành phố hồ chí minh như vậy là ở b chúng tôi có đủ thành phần quê quán từ bắc và tới nam từ thành phố đến cà mau tất cả sống chung trong một căn nhà ăn chung Ngủ chung một giường Sống chết có nhau Đội hình C9 Mỗi bê bộ binh được chia làm hai tiểu đội Được bố trí ở cách nhau khoảng 700m B được trang bị một đại liên M60 1 B41 2 B40 2 RBD Còn lại là AK Để A nào giữ đại liên Thì A kia giữ B41 Riêng A cố 60 thì có 3 đồng chí Còn A chuyên môn phục vụ Thì sinh hoạt chung Thường thì y tá làm tiểu đội trưởng a này gồm có hai anh nuôi một y tá một quản lý một liên lạc kiêm luân văn thư nếu không có quân các a này đều được ở độc lập sinh hoạt riêng nhưng được ở gần đại đội khu vực d chín đóng quân gần phung dân ở nhà còn nhưng đều bị sụp đổ cây cỏ rừng mọc đầy trong nhà tôn thì được đơn vị gỡ đem về làm doanh trại còn khung cửa cột toàn là cây gỗ quý không thì đem cho anh nuôi làm củi Thấy thật là tiếc Giờ nơi đây trồng đủ loại cây ăn trái Sầu riêng, cam quýt, dừa, xoài Nhiều nhất là cây dừa Mỗi lần lính ta ăn dừa là không leo bẻ Lấy búa mà đốn nguyên cả cây Để lấy trái và chặt củ đem về kho ăn cơm Phía trước mặt đơn vị xa xa là dải núi 952 Màu xanh thẫm chạy dài bên đất Thái Trông thật hùng vĩ bữa cơm đầu tiên trong đơn vị thật là ngon cơm nóng canh đậu nành xay nước mắm thịt hộp tối đến anh em trong a ngồi tập trung lại để a trưởng hội ý phân công công tác nhiệm vụ ngày mai và cắt ca gác đêm kinh khủng đúng là hội ý kiểm điểm trong quân đội ở chiến trường quân trường đâu có như vậy a trưởng nêu mặt mạnh của từng đồng chí một xong tới mặt yếu của từng người sao mà cái gì cũng yếu hết sủa te tua không chừa chỗ hở bởi thế lính ta sợ nhất là hội ý đó là sức mạnh của quân đội vì từ a trưởng hội ý b trưởng từ b trưởng hội ý đại đội đều bị như nhau hội ý xong cũng gần hai tiếng một đồi bắp luộc được đem lên hồi chiều đại đội cho hái bắp mà anh em đã trồng để nấu đã anh em tân binh để khích lệ tinh thần lính mới đã thật đêm đó tôi được đi gác ca đêm đầu tiên trong đơn vị mới để cho quen và đỡ sợ một anh lính cũ được phân công gác kèm tôi đêm đầu ôi rừng ban đêm thật là im lặng trời tối đen xung quanh cũng vậy chỉ có những ánh sao trên trời là sáng thôi yên lính cũ chỉ cho tôi cách đoán thời gian để mà đổi gác bằng cách coi những ngôi sao trên trời lấy một ngôi sao làm chuẩn theo ngọn cây rồi tính khoảng cách của găng tay mà tính Cũng hơi chính xác chênh lệch chừng 10 phút so với đồng hồ Sau này gác quen rồi Có khi trời mưa Bầu trời không sao Thì thấy cái bụng nôn nao đi Là đi đổi gác đúng ca Đúng giờ Thường thì một ca gác vào khoảng một tiếng rưỡi Đến 2 hoặc 3 tiếng Tùy theo quân số trong đơn vị Tùy theo số anh em bị ốm sốt Hoặc đi tác chiến nữa Học cách đoán giờ rồi Tới cách biết thế nào là tiếng động xào sạt của lá rừng, tiếng cây khô gãy, thế nào là của thú rừng, thế nào là của địch tạo ra để mà quyết định xử lý. Trang bị khi đi gác là AK, lưng đeo ba xe đạn, có ba băng trong đó. Súng lúc nào cũng có đạn sẵn để lên nòng, chỉ cần mở khóa an toàn là bùm thôi. Vâng, cả C chỉ có một cái đồng hồ duy nhất, Senko chặt góc, nhưng lại là của một anh hơi khó tính nên anh em không sử dụng tới. Ở đây anh em gác lúc nào cũng dư giờ, nên anh tiểu đội trưởng thường bao hết giờ gác cả cuối cùng. Đơn vị có giao thông hào liên lạc nhau, chạy dài từ a này sang a kia. Cứ khoảng 20 mét thì có một hầm cá nhân. Mỗi hầm đều để sẵn 5 quả đạn B40 và một thùng đạn AK. Khi gác đêm không được ngồi một chỗ, cứ đi dưới thông hào, chậm rãi quan sát về phía trước. Thường trong rừng vào ban đêm rất tối chỉ nhìn thấy lờ mờ khoảng cách gần thôi còn nếu ta nằm hoặc ngồi thì sẽ quan sát được xa hơn nhiều nên những giao thông nào ở đây lính ta thường đào sâu khi đứng thì ngực ngang với mặt đất lúc gác được lợi thế và cả trong chiến đấu nữa đi gác cứ đi từ đầu này tới đầu kia gặp lính a kia rồi lại quay trở lại nhờ vậy mà đỡ buồn ngủ và không bị mũi trích để bảo vệ tính mạng mình đầu tiên nên lính ở đây ai cũng gác rất tốt Không dám ngủ hoặc ngồi một chỗ Nên hầu như các xếp không kiểm tra gác Sau một ca gác Thì vào A đổi ca Phải nói là lính ta rèn luyện rất hay Và gần như là tối quen Chỉ cần vỗ vào chân cái nhẹ Là bật dậy liền Nhảy xuống đất chụp ngay cây súng và đeo bao xe Tay cầm đôi giày Đi liền ra giao thông hào Rồi mới mang vào Đúng 4 giờ sáng Anh A Trường người gác cuối cùng Kêu toàn bộ mọi người dậy trực chiến Trừ bê trưởng ra thôi Còn lại đều mang súng đạn ra giải dài, dài theo giao thông hào Để trực chiến Đây là kinh nghiệm xương máu của chiến trường Pai Lin. Thường thì địch hay đánh vào các đơn vị của ta Lúc trời mờ sáng Khoảng 4 giờ hoặc 5 giờ Nên lính ta phải trực chiến sẵn sàng như vậy Để có gì thì cũng kịp trở tay Năm 84 Một xe của trung đoàn 31 Bị địch đánh tan tác vào lúc 5 giờ sáng Hy sinh sau này tôi sẽ kể Cứ trực chiến như vậy Cho tới khi còi lấy cơm của xe tổi lên Thì mới vào trong nhà Lúc này mọi người đều tự giác làm việc Ai đi lấy cơm thì đi Còn lại thì quét dọn xung quanh trại Tranh thủ ăn cơm để đi công tác và học tập Nếu không đi tác chiến Thì đơn vị tổ chức luyện chiến đấu cho chiến sĩ Chủ yếu là giò gỡ mìn Loại nền 652A và mìn KP2 rồi cách gài mìn chống tăng giật dây nổ Mìn KP2 Để áp dụng khi đi phục địch Riêng về cách áp dụng địa hình địa vật Thì không giống nhựa quân trường Vì phải theo thực tế ở nơi đây Khi đoàn quân đi ngang qua Mà bị địch phục Tuyệt đối không được nấp vào những ụ mối Hoặc cây to Vì xung quanh nơi có địch Thường gài mìn 652A và KP2 Để bẫy lính ta Là lính bộ binh Nên lính ở đây phải học đủ thứ phải biết cách đi rừng, xem hướng Đông Tây Nam Bắc để đi tuần tra xung quanh đơn vị Vì ai cũng phải đi hết Phải thay nhau Đi đầu để dẫn anh em đi Trách nhiệm như là trinh sát vậy Rồi còn phải như lính công binh Đi dò và gỡ mìn nếu phát hiện ra Bởi thế là phải học Lần đầu tiên đi tuần của đơn vị Ở đây mỗi ngày đều phải đi tuần Quân số thường 12 người đi Nhiệm vụ là đi một vòng đơn vị Cách nơi đóng quân khoảng 3 số xem có dấu địch bám hay không. Đi tới Hàng Dương, cách đơn vị khoảng 2 km, bỗng tôi thấy hai bộ xương khô nằm ở trên đất. Dùng mình, ngày đó khoảng 5 giờ sáng, địch hay đánh vào đơn vị. Nhờ ta đang trực chiến, chủ động đánh trả, địch phải bỏ chạy tới hàng cây dương này, rồi vướng mìn, lính ta gài nên bỏ lại hai xác Đó là theo lời kể của anh em cho chúng tôi nghe. Thường thường 4 giờ chiều, đơn vị đi tuần. Sau khi đi một vòng thì trở về cách đơn vị chừng 1 km là ngồi lại cho tới khi trời sụp tối mới trở vào đơn vị. Thấm thoát, chúng tôi ở đơn vị cũng được một tháng. Cuộc sống đã dần quen với môi trường, không còn run rẩy khi nghe tiếng đạn pháo 105 bắn chi viện lên đồi 505 cho C11. Không còn hồi hộp lo sợ khi gác đêm một mình nữa. Bình thường, khi đi ngang bộ xương khô, tiếng đạn cối B40 AK nổ rền vang ở cả khu rừng hướng nhà máy cà phê nơi đóng quân của lính campuchia vào lúc 5 giờ sáng các b chuẩn bị chi viện lệnh từ đại đội truyền xuống các b thế là anh em đang trực chiến súng đạn đầy đủ tập trung lên đại đội lúc này chúng tôi mới thực sự hoảng sợ vì chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh nhưng sau đó vì chúng tôi là lính mới nên chỉ huy cho ở lại đơn vị cùng với mấy anh ốm sốt để giữ trại còn lại tất cả đều đi chi viện cho bạn Mặt trời đã lên Tiếng súng đạn thưa tớt dần Sau đó êm hẳn Đến một giờ trưa Anh em mới về tới đơn vị Và cho biết Bồn Pốt đánh vào nhà máy cà phê Đốt hết doanh trại bạn Lấy đi một số súng Cùng một số đồ cổ của lính bạn Rồi rút đi Trước khi đơn vị cơ động tới Con khẩu 105 chắc nặng quá Nên bọn bộ Pol kéo không nổi Và cũng không có thời gian phá hủy Nên vẫn còn nguyên vẹn Thật là mệt nhọc Khi anh em phải chạy cơ động cả 5-6 km mới đến nơi Chỉ còn lại giải rác xác lính ca và những ngôi nhà đang cháy Thế là phụ thu dọn chiến trường rồi cáng số lính bạn hy sinh về palin Vậy là cái ngày không mong đợi của lính ta cũng tới Đó là sốt rét Lần đầu tiên bị sốt rét thật là kinh khủng với cơn lạnh Cái lạnh từ trong xương phát ra Đắp mền rồi bao nhiêu quần áo đắp lên cũng vẫn thấy lạnh Hai hàm răng cứ đánh bỏ cạp với nhau cứ vài phút lại lên một cơn run ập tới Làm cả người run bẩn bật Chừng 20 phút sau thì hết Nhưng lại tới cơn nóng Nóng như đốt cháy da thịt Nhất là ở cái đầu và trong hơi thở Sao mà hơi thở nóng quá Tôi tưởng tượng Nếu gậm trứng hột gà trong miệng Cũng chín luôn Nóng và lạnh thật đúng nghĩa sốt rét Qua được cơn sốt rồi Thì người mệt mỏi vô cùng Đầu óc nhức nhói và chóng mặt Thấy vật gì cũng quay cuồng Đứng không vững được Lúc nào cũng muốn nằm Thế là mỗi ngày phải lên y tá hai lần Để trích và uống thuốc Những viên thuốc ký ninh vàng Những mũi thuốc trích quy ninh Đã làm cho tôi sợ Thuốc uống thì đắng Còn thuốc trích thì sưng với danh từ Cà thọt Y tá nơi đây trích thuốc rất điệu nghệ Tay thì vỗ mông vài cái Làm động tác giả Rồi tay còn lại phóng mũi kim ngập vào mông Và bơm thuốc không biết đau là gì Nhưng mà sau khi trích chừng nửa ngày Thuốc tan ra làm nhức nhói hai vùng mông Nên lính ta sẽ không đi lại được bình thường Đi lê lết hai hàng Đó là chuyện bình thường Còn nếu bị áp xe còn khổ hơn nữa Phải mổ cục áp xe ra Khi đi phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi Bị sốt như vậy ba ngày Con người khác liền Ra vàng đi vì thuốc ký ninh Người hóc hắc Tôi được miễn công tác nhưng tuyệt đối không được nằm, dù rằng khi bị sốt rất muốn nằm, vì hễ nằm là dễ bị lên cơn ác tính. Hàng ngày đi vòng quanh đơn vị hái rau dền gai để luộc ăn cơm. Tuy miễn công tác nhưng vẫn phải gác, phải vận động cơ thể. Có một nỗi buồn mang tiếng lính ở Palin, nhưng thời điểm đó chúng tôi vào năm 1983 không biết tới mùi cà phê Palin ra sao, thấy được hạt cà phê tròn hay méo, còn đá quý thì chỉ được hưởng sái toàn là đá ton. Chỉ có các bác đi thời 7980 là còn được hàng cà phê và những viên đá có giá trị. Nên nhiều khi, có người nói chúng tôi ở Pai vậy là ngon rồi. Chúng tôi cũng gật đầu và nổ như AK bắn liên thanh. Chứ có ai biết, chủ yếu chúng tôi được hưởng những trái 652A, những trận tập kích ngày đêm. Vâng, Pai là như vậy. Đến ngày thứ năm cơn bệnh sốt của tôi vẫn không giảm. Buổi chiều hôm đó, trong lúc được mọi người chuẩn bị chén để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa gốc cây, bỗng không nhìn thấy gì nữa. Mặt hoa lên và chỉ còn nghe tiếng la lên là kêu y tá. Khi tôi mở mắt ra, mới biết là mình đang nằm ở pailin bệnh xá dã chiến của dây bộ. Mềm màn hết hai ngày đêm mới tỉnh lại. Thì ra bữa đó tôi bị lên cơn sốt. Tôi mới vừa té lăn xuống đất, anh em trong bê vội vàng ẵm tôi vào nhà chạy kêu y tá anh tuấn quê ở quảng nam chạy xuống b chích liền một mũi thuốc rồi báo đại đội cho người khẩn trương cáng tôi lên trạm xá tiểu đoàn chiếc võng được cột chặt vào cây đòn mỗi b hai người tập trung để cáng cả anh tuấn cũng đi theo mọi người vừa cáng vừa chạy để tới trạm xá mà kịp cứu mạng sống của tôi những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc đường đi nguy hiểm bỏ cả cơm trèo vì tôi một người lính tân binh thế mới biết được sự đùm bọc thương yêu nhau hy sinh vì nhau của những người lính sống xa gia đình xa quê hương và cũng may là tôi mới ở trong hôn mê và được cứu kịp thời chứ nếu lên cơn ác tính thì không biết ra sao vậy là tôi thoát được một cái chết không đáng nhờ vào tình đồng đội thương yêu giúp đỡ nhau của lính ta ngày thứ ba ở trạm xá y tá bán chuẩn bị bệnh xá sư đoàn ở đây không có xe đi đường, thường thường lính mình muốn đi về sư đoàn phải chờ xe của lính bạn mà quá răng. Tới trưa, xe của lính bạn tới. Tôi cùng Thành cũng ở C9 và mấy bệnh nhân nữa phải vất vả lắm mới leo được lên chiếc xe. Thêm một lần sợ nữa. Trên xe bạn chở ba cái xác, bó tạm vài sơ sài, nằm lăn lóc ở trên xe. Vì là lần đầu tiên ngồi chung với xác chết nên rất sợ. Xe chạy qua suối lên đồi đường thì xấu nên tới chiều mới ra được đường lớn chạy tới một đoạn nữa thì xe ghé vào bệnh xá của trung đoàn hai trăm năm mươi cho chúng tôi xuống ở lại đây chờ ngày mai xe của sư đoàn vào chờ đi tiếp quá đông bệnh nhân đông quá toàn là lính tân binh bị sốt rét cứ mười anh thì hết bảy anh phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi hai người nằm một giường tạm ở đây chúng tôi vẫn được trích và uống thuốc đầy đủ sáng hôm sau đó, xe hồng của sư đoàn vào chở chúng tôi cùng với một số anh em của trung đoàn 250 ra bệnh xá của sư đoàn. Sau khi được điều trị hết hẳn, không còn lên cơn sốt, thì chúng tôi được chuyển sang ăn dưỡng ở thu dung. Trại ăn dưỡng này cũng ở gần bệnh xá sư đoàn. Nơi đây chỉ bồi dưỡng cho ăn uống theo tiêu chuẩn sĩ quan để lính mau lấy lại sức khỏe. Khi ăn được ăn chung với mấy xếp, 6 người một bàn. Có cái này làm chúng tôi lúng túng. Mấy xếp khi ăn bắt phải ăn đũa hai đầu Làm chúng tôi có gắp được miếng đồ ăn nào đâu Sau bữa ăn đó phải mang đũa ra mà luyện gắp Vậy là tôi được ra viện Sau một tháng 10 ngày Chúng tôi khỏe hẳn ra, lên cân Trước đó tôi cùng Thành đi bộ ra đường lớn Để tìm xe quá giang về Pai Linh Đi mãi ra tới chỗ Nghe lính ta nói là ở Ba Núi Ở đây có cái chợ nhỏ Ngay chợ treo mấy bộ xương Chứng tích lịch sử tàn ác của Pol Pot Đón được xe lính bạn, xe chạy tới chợ Cheng thì Thành kêu xuống xe, rồi dẫn tôi tới nhà một người dân Campuchia mà Thành quen để nghỉ qua đêm vì đã chiều rồi. Phải nói là người dân Campuchia quá hiếu khách, họ mừng khi có người quen là lính Việt Nam. Họ bắt vịt làm thịt đãi anh em tôi một bữa quá đã. Có cái là khi ăn toàn là bóc ăn, không có đũa và chén, chỉ có dĩa thôi. Thịt vịt được ăn với mắm bò hóc Vậy mà chúng tôi vẫn ăn ngon lành Về tới Palin Thì tôi được biết là C9 Đã rời về ở Palin Không còn ở khu vực gần 300 nhà Đây là lần thứ nhất tôi không có mặt ở đơn vị Khi chuyển cứ Mỗi lần chuyển đi sẽ rất khổ Anh em phải làm cật lực Không giờ giấc, đốn cây cắt chanh Bện lại từng tấm để cất nhà Rồi phải đào giao thông hào Làm hầm, phát hoang, đủ mọi thứ Cực khổ vô cùng Mới có được chỗ ăn ngủ, Sinh hoạt chiến đấu tường tất Đơn vị đóng quân cạnh tiểu đoàn Dưới chân đồi 277 Trên đồi có một B3 của C9 đóng Trên mỏng đồi này Có một ngôi chùa đã hoang tàn Còn đầy tượng Phật Nhưng có tượng thì mất đầu Tượng mất tay Toàn bộ đều không còn nguyên vẹn Đường lên chùa tam cấp Được lót đá thật đẹp Cư lên chừng 50 mét là có một nhà nghỉ chân nho nhỏ, chạm trổ hình Abasa rất đẹp dọc theo con đường thì đắp hình rắn bảy đầu thật công phu. Đồi này cũng rất quan trọng ở Pailin, nên có cả một ADKZ và một A cối 82 của D tăng cường cho C9. Vậy là tiểu đoàn được C9 và C10 bảo vệ xung quanh kể từ khi 505 bị đánh. Đội 505 này tuy nhỏ, nhưng là một vị trí rất quan trọng ở Pailin, nằm gần biên giới giữa Thái Lan, địa thế hiểm trở, đồi dốc cao. Sau khi địch chiếm được đồi Toàn bộ D3 Dù bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm lại Vì còn anh em hy sinh nằm lại đó Trước khi tới chân đồi Thì phải lội qua một con suối Rộng khoảng 30 mét Mà lúc này thì suối đang có nước đầy chảy xiết Để quân ta vừa xuống suối Là địch ở lưng đồi bắn xuống Hết một ngày Vẫn không thể nào qua suối được Sau nhờ tới pháo 105 Của bạn bắn chi viện Quân ta mới qua suối được Rồi phải một ngày đêm nữa tập trung toàn bộ hỏa lực và bộ binh toàn tiểu đoàn mới đánh chiếm lại được đồi 505 xong mới đem được đồng đội hy sinh về Pailin sau này tin tức được cho biết là Pol Pot đã sử dụng tới hai tiểu đoàn để đánh chiếm đồi 505 505 chỉ có B đóng quân thôi thế là cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại bình thường khỏe hẳn ra kể từ khi đi bệnh xá vẫn học dò gỡ mìn học hành quân đánh trận vẫn đi tuần đều Cuộc sống như vậy cho tới tháng 10 năm 83 Tối đêm đó hội ý Đơn vị cử một số đồng chí đi tăng cường cho C11 Trên chốt 505 Thế là tôi được chọn đi Cả C tập trung lại Chỉ có 10 người đi tăng cường quân Nhưng đơn vị chọn những ai ốm yếu để cho đi Vì nếu ở đơn vị cũng chẳng công tác gì được mấy Vậy là đoàn quân ốm sốt lên đường đi tăng cường Do anh Hải, thương binh lính 80 phụ trách Toàn bộ đều mang súng AK Đoàn quân đi theo đường xe chạy Hướng về biên giới Thái Đi chừng 10 km Thì B, lính mới lên cơn sốt Không đi nổi Anh Hải cho nó quay về Bài Linh Đến được xe bộ C11 Đang đóng dưới chân đồi 505 Thì đã quá trưa Tới đây được lệnh là bổ sung lên đồi 816 Đồi này có một B của C11 đóng từ khi 505 bị đánh thì B này tăng cường hơn nửa quân số cho B ở trên đồi vì thế C9 mới lên đây Lần này là lên đồi Một sự thử tách leo đồi Đối với những người lính mới Và hay ốm sốt như chúng tôi Vì đồi rất cao và khó lên Cũng may là ba lô chúng tôi chẳng có gì Ngoài tấm chăn đắp Hai bộ quần áo Tấm ni lông cây AK Và bao xe đạn ba băng Vậy là phải từng bước chân Đi lên một cách chậm chạp mệt mỏi Đi mãi hơn một nửa đồi Trong lúc ngồi nghỉ mệt anh lính dẫn đường C11 nói Khi nào lên được dốc nín thở Thì mới tới nơi Vừa bước chân lên tới mặt bằng Của dốc đồi nín thở Mọi người đều nằm lăn ra để thở Quá xứng danh với cái tên gọi của nó Cả một đoạn dốc dài thẳng đứng Phải đi lên một hơi một lèo Từng bước chân lên mọc đá trơn tru Bám từng nhánh cây nhỏ Treo leo Không dừng lại được vì dừng bước sẽ bị tuột luôn Thế nhưng với nghị lực Và sự kiên quyết và cả nỗi sợ nữa Nên chúng tôi đã leo lên được đoạn dốc nín thở này Được nghỉ nửa giờ Chúng tôi leo tiếp thêm đoạn nữa Mới tới được mỏng đồi Nơi đóng quân của B Ở đây được lính ta gọi là Đà Lạt Vì lạnh quanh năm kể cả vào mùa khô Lúc nào đồi cũng có sương mù Cả ngày không nắng Cây rừng to lớn che phủ kín ngọn đồi Chúng tôi mặc cả hai áo vẫn thấy lạnh Chiều là phải đốt cây rừng lấy than Tối để dưới gầm giường mà sưởi ấm Đêm đi gác phải trùm lên tấm ni lông kín người để cho đỡ lạnh. Gác chủ yếu là nghe tiếng động thôi, chứ đâu có thấy gì. Dù chỉ cách một mét vì sương xuống dày đặc, cả khu rừng trên mỏng đồi dày. Có cái lạ là trên ngọn đồi này cao như vậy lại có một mạch nước chảy dỉ ra từ trong khe đá, chảy xuống một hố trũng tạo thành một nơi chứa nước. Đã vậy lại còn có cá nhỏ và con tép bò nữa. Mọi người sử dụng nước ở nơi đây Thấm thoát lên được 2 tháng Ở trên đồi 86 này Chúng tôi không ai bị lên cơn sốt nữa Chắc có lẽ nhờ thời tiết Hàng ngày không có công tác gì nhiều Chủ yếu là tới hố nước Để gùi đầy một phi Xài trong vài ngày Thời gian còn lại chỉ đi tắm Nên anh em khỏe mập ra Không còn eo uột như trước kia Nói chung lần đi tăng cường cho C11 này Cũng như là được đi an dưỡng Ở Đà Lạt vậy Thế là ngày trở về đơn vị đã tới từ dã bạn bè anh em từ dã mỏng đồi tám đội quân không ốm sốt lại trở về đơn vị mùa xuân đã đến và chúng tôi đón một cái tết đầu tiên xa nhà ở nơi vùng đất rừng lạnh lẽo của campuchia đơn vị được dê phát cho một con heo để thịt ăn tết cùng với một số đậu xanh nếp thuốc hút và bánh kẹo c chia cho b b lại chia cho a mỗi người được chục cục kẹo một cái bánh và gói thuốc mai đã bị mốc Tuy vậy, lính ta vẫn cũng được hưởng đầy đủ hương vị của Tết với nồi bánh tét, nồi thịt kho tàu. Đêm giao thừa đúng ca gác, ngồi ôm khẩu súng nghe hơi lạnh từ súng phát ra, cộng với tiếng súng AK bắn từ viên đạn lửa bay lên trời để đón giao thừa. Lòng bỗng bâng khuâng, mơ ước được sum họp với gia đình để nghe hơi nóng từ nồi bánh tét tỏa ra. Ôi buồn và nhớ. Mùa khô đã đến, qua Tết chừng nửa tháng Đơn vị được lệnh đi tác chiến Thế là tôi đã lần đầu tiên đi đánh giặc Cả đơn vị sửa soạn ba lô Súng đạn đầy đủ Đem theo mỗi người phần lương thực Thực phẩm ăn 7 ngày Ba lô tôi đựng gạo sấy, lương khô 3 bình nước 4 lít 300 viên đạn AK hai quả B40 Tăng võng Tất cả khoảng hai mươi mấy kg ở trên vai Rồi còn mang ở tắt lưng bao xe đạn ba băng Và cây súng AK nữa Quá nặng So với một người nhỏ con, ốm yếu như tôi Vậy mà tôi vẫn đi được Thân vị tập trung tại tiểu đoàn Ở đây đang có một xe lính bạn Đang chờ để đi phối hợp tác chiến Cùng với C9 Vậy là đoàn quân khoảng 60 người hành quân lên đường Đi theo đường xe hướng về biên giới Thái Lan Tuy đội hình như vậy Nhưng không có hỏa lực của dê phối hợp Chỉ có trinh sát và thông tin tiểu đoàn Được bốn người đi Nhiệm vụ của đơn vị là tìm đường mòn để mai phục anh Mai xe phó C9 Phụ trách chung luôn đám lính bạn Cũng may là có một chuyên gia Nên cũng đỡ về mặt ngôn ngữ Đi suốt cho đến chiều Tới đơn vị đóng quân của lính bạn Đóng trong khu rừng Toàn là cây thanh trà Thì được nghỉ lại qua đêm Thái thanh trà rừng này ăn cũng rất ngon Chúng tôi ăn đến bỏ cả ăn chiều Sáng hôm sau hành quân đi tiếp Lần luồn sâu này trong rừng già Gần phía biên giới Đi tới trưa nghỉ để ăn lấy gạo sấy ra Tôi đổ nước theo vạch trên bịch Khoảng 5 phút gạo nở ra Lần đầu tiên ăn gạo sấy Thật khó ăn Cơm hôi hôi mùi ẩm mốc Hạt cơm thì dai Dầu sau cũng phải ăn Chứ sau này ăn phà phà Còn lại còn khen ngon nữa Chiều đến chỉ huy chọn được điểm thuận tiện Rồi chia đội hình ra để nghỉ qua đêm Trinh sát thì leo cây Coi hướng lấy bản đồ Rồi chấm tọa độ Xong chỉ huy báo cáo tình hình địa điểm hành quân trong ngày về cho tiểu đoàn qua mật khẩu thông tin chúng tôi đã đi như thế được 3 ngày đêm có đường mòn trinh sát báo lên chỉ huy anh mai lên khảo sát đường mòn lệnh được ban ra phục ở khu vực này là một con suối cạn đã khô nước đường mòn này địch chắc thường xuyên đi lại nên nhẵn và lớn không có một cọng cỏ Đây là từng b được phân công ra theo đường mòn để cài mìn những quả mìn DH KP2 được cài dọc theo hướng đường mòn, dây mìn kéo sâu vào nơi anh em nằm phục để sẵn sàng giật dây khi có địch. Con suối cạn này đi vòng qua lại, đội hình mỗi bê phục khác nhau. Bê tôi không có phục bằng mìn, chỉ nằm chờ nếu mìn nổ là sung phong lên đánh. Tôi cùng với mấy anh em nữa thì ngồi hẳn dưới lòng suối cạn cũng hơi cách xa nơi đang phục mìn. Lần đi tác chiến đầu tiên trong đời run và sợ lắm phục như vậy suốt một ngày đêm không đi đâu suốt ngày ngồi một chỗ lúc nào ba lô cũng đeo ở trên vai tay luôn cầm súng ngồi ngắm cây rừng nghe tiếng tú kêu sao mà ảm đạm mà nhớ nhà kinh khủng thầm cầu mong cho đừng có địch sáng đến ngày thứ hai lúc này cũng gần chiều tối lấy gạo sấy ra chế nước bùm tiếng mìn nổ Vậy là đánh rồi Tiếng đạn B40, cối 60, AK của quân ta Nổ rền vang cả cô rừng phía trước Tim tôi lúc này như ngừng đập Run và sợ Nhưng cũng cố mở khóa súng Đứng lên hướng súng về phía trước Và xiết cỏ Tuy rằng không thấy địch Ôi, mùi thuốc súng sao mà nồng nặc vậy Tự nhiên tôi có cảm giác lâng lâng Bớt sợ đi Bình tĩnh lại, thay băng đạn khác Vì băng đạn đầu Tôi chỉ xiết cò một cái là hết liền Những viên đạn tôi bắn Đã bay vào hư vô Khoảng không Tôi vẫn đứng một chỗ mà bắn Vì lúc này đâu có nghe được lệnh gì Tai ù đặc vì tiếng đạn nổ Thế rồi có tiếng đạn DKZ Và cối 82 Từ bia rừng bắn trả lại khu vực của đơn vị Một trận mưa tiếng nổ Của đạn cối DK Vang lên ở khu vực trước đội hình đơn vị Tôi không nghe thấy tiếng bắn Của đơn vị như lúc ban đầu nữa Lúc này hơi lo lo trong bụng Ngó lại đằng sau kia Thấy xô vẫn còn đang bắn trả về phía trước Tôi vẫn cứ bắn Nhưng lần này đã bình tĩnh lại Nên không còn xiết cò liên thanh một hơi nữa Bỗng nhiên Trinh sát tiểu đoàn và xô chạy tới Và la lên Chạy Đơn vị rút hết rồi Sau khi B2 giật miền Tiêu diệt tốt địch đi đầu Và bắn vào đội hình địch Trận chiến chưa ngã ngũ quân ta còn đang bắn nên chưa thể xung phong lên thu vũ khí thì pol pot đã phản công tấp nập hỏa lực vào ta anh mai thấy tình hình không ổn nên lệnh rút tránh tình trạng nguy hiểm lính cho ta lệnh truyền đi không tới được nơi tôi và xô may sao miên trinh sát còn kẹt lại thê là miên dẫn chúng tôi vọt chạy chúng tôi đã chạy không kể gai góc cành cây quật vào mắt và mặt chỉ biết làm sao để thoát ra khỏi trận địa để còn sống thôi một tiếng nổ vang lên tôi nghe ù tai liền đó cát bụi bay phủ lên đầu chết rồi tôi tưởng là bị thương nhưng sau không nghe đau rát gì cả tôi gần như là mất hồn sau tiếng nổ đó cả ba chúng tôi càng cắm đầu chạy dư hơn nửa lúc này tôi chỉ biết chạy và chạy mà thôi tiếng hỏa lực không còn chỉ còn tiếng ak địch bắn vèo vèo trên đầu chúng tôi không biết chúng tôi chạy được bao xa nữa chúng tôi phải nằm xuống đám cỏ tranh vì có tiếng súng ak bắn ở bên hông ngang chỗ chúng tôi đang chạy ba người nằm ép sát mặt đất khu vực này là rừng trồi không có cây to chỉ có cỏ tranh cây rừng nhỏ và dày nên khi chúng tôi nằm xuống là ở xa không thể thấy được ba người nằm về hướng tiếng súng ak đang bắn tôi nằm giữa miên xô so nằm hai bên và mũi súng hướng về phía trước Mở khóa an toàn Sẵn sàng một cách nhẹ nhàng Chỉ cần siết cò Lúc này tiếng súng nơi trận địa đã bớt đi Chỉ còn lại những tiếng đạn AK địch bắn bâng quơ Vì biết quân ta đã rút hết Bỗng một tiếng súng vang lên phía trước mặt chúng tôi Nghe rất gần Chết rồi Pot Pot đang đi về hướng chúng tôi Quả vậy Ba thằng Pot đang cách chỗ chúng tôi chừng 50 mét Tôi thấy rất rõ vừa đi vừa bắn tùm lung vào hướng chúng cục bắn. Đạn bay vèo vèo trên đầu. Nhưng Pol Pot vẫn chưa thấy chúng tôi vì chúng tôi đang nằm 30m rồi 25m. run hồi hộp, tim đập thình thịch, đầu tôi nóng gian, thở gấp. Đó là tâm trạng của tôi, lính mới lần đầu đối mặt với cuộc chiến, đối mặt với bọn Pol Pot. Ba người nhắm mũi súng vào bọn Pot. Miên ra dấu Khi nào Miên bắn thì mới bắn Tôi tầm nghĩ Lúc này chỉ còn liều Chứ đâu còn cách nào khác Vì đâu phải có ba thằng tốt này Còn những tốt khác cũng ở gần đây Tôi nhắm vào kỹ tên đang mang khẩu B40 Tên đi đầu càng lúc càng rõ Khoảng cách lúc này chừng 20 mét Thật không ngờ Như một giấc mơ Tên đi đầu bỗng nhiên rẽ qua bên phải Cùng hai tên kia Đi khỏi nơi chúng tôi nằm Mỗi lúc càng xa dần cho đến khi chúng tôi không thấy gì nữa Chỉ còn tiếng súng của chúng Bắn càng lúc càng xa Để lại nơi chúng tôi Những tiếng thở phào nhẹ nhõm Chúng tôi vẫn lặng im Quan sát ở xung quanh Xa xa nơi xảy ra cuộc chiến Tiếng la hét Nói chuyện của Pol Pot vang vọng Chắc có lẽ chúng đang thu dọn chiến trường Khiêng bọn tử thương về Mặt trời đã lặn hẳn Rồi bóng đêm bao trùm lên cả khu rừng Lúc này mới thực sự là chúng tôi còn sống. Không còn nguy hiểm nữa. Ba người ngồi dậy, dựa lưng vào nhau, mặt quay về ba hướng. Một luồng gió mạnh thổi qua và những hạt mưa rơi xuống, đang bước vào mùa khô mà vẫn có mưa. Lấy tấm ni lông trùm kín cả ba người. Những hạt mưa rơi tí tách, không lớn, kéo dài, chúng tôi phải ngồi chịu trận như vậy cho đến hết cơn mưa dứt mưa ló đầu ra khỏi tấm ni lông thấy ánh trăng mờ mờ ở trên đầu miền nói thôi tụi mình đi miền dẫn đường đi trước nó là trinh sát ngó trăng coi sao mỏ mẫm từng cành cây vạch từng nhánh che gai để chui qua ánh sáng lờ mờ trong rừng nhờ trăng vừa nhìn đủ thấy nhau từng mét một chúng tôi bám nhau mà đi thật là gian nan vất vả đối với tôi một người lính mới đi mãi cho tới vừa hừng sáng ngồi xuống nghỉ mệt bỗng có tiếng súng mười hai ly bảy từ xa vọng tới ba tiếng bắn kêu mừng quá vì đó là tiếng bắn gọi nhau của lính mình tiếng súng chỉ cách trường sáu km mừng nhưng chúng tôi vẫn không dám bắn trả lời giờ thì đi về hướng súng bắn kêu vì cứ khoảng năm phút là có ba tiếng súng đó là tiếng kêu của c bỗng nhiên miên khoác tay và nói nhỏ có dấu người đi phía trước mới tinh vừa mới đi Hồi hộp Nhưng chúng tôi vẫn đi Lại đi theo dấu đi đó Vì dấu đường đi này Chứng tỏ đã đi về hướng súng bắn kêu Đùng, đùng Chúng tôi vội nằm xuống Liền theo phản xạ Vì tiếng bắn AK này Ở phía trước Chúng tôi chừng 50 mét Định thần lại Mới biết đó là tiếng bắn trả lời của lính ta Vậy là dấu đi phía trước Chính là lính nhà mình Nhưng mà là ai Chúng tôi vội chạy theo Tới gần thì nghe tiếng nói Việt Nam Miền la lên Ai ở trước vậy Tao Dũng đây Chúng tôi chạy tới Thì thấy Dũng sói đang kẻ quý sặc Còn thành rùa lật ngửa Đang mang hai ba lô Đeo hai cây súng Một AK Một trung liên kế bên Gặp nhau mừng quá Vì tất cả đều ở b một của tôi Hỏi ra mới biết Là ba người cũng bị lạc đội hình Trong trận đánh ngày hôm qua Quý bị một quả đạn cối nổ gần nên bị thương tùm lum ở người Còn Dũng bị nhưng không đến nỗi nào Thành thì không sao Thế là chúng tôi cùng nhau dìu quý Vừa đi vừa bắn trả lời đơn vị Đi được khoảng 30 phút Thì gặp anh em trong đơn vị đi tìm chúng tôi Thế là quý được anh em cáng về Vừa đi vừa được anh em kể lại Sau khi đơn vị rút quân Về tới đơn vị lính bạn Nơi khu rừng có cây thanh trà Anh Mai kiểm tra lại quân số Thì bỗng thấy thiếu 6 người Bốn lính B1, một B2 và một trinh sát D. Điện báo cáo về tiểu đoàn. Tiểu đoàn kêu ở lại đó chờ C10 và C11 tới chi viện, rồi cùng đến nơi xảy ra trận chiến mà tìm xác chúng tôi về. Anh em trong đơn vị đều nghĩ chúng tôi đã hy sinh hết. Sáng sớm, anh Mai mượn khẩu súng 12 ly 7 của bạn bắn gọi để cầu may, nếu đi lạc trong rừng thì nghe tiếng súng mà theo đó để về, còn hy sinh thì thôi. Không ngờ tiếng súng bắn trả lời của chúng tôi vang lên Cả đơn vị mừng lắm Vội tập trung lại đi tìm Vậy là quân số vẫn còn đủ Tổng kết lại trận đánh đó Ta bị thương hai người Một nặng một nhẹ Mất một súng và một ba lô của quý sạc Còn về phía bọn Pol Pot Sau này đặc công ta báo về Là ta diệt được từ 6 đến 10 tên địch Hôm đó là một trung đoàn Pol Pot Đang trên đường hành quân đi đánh ta Quân đông và lực mạnh thành ra trận đánh đó ta thắng vì dệt được địch nhưng thua vì không thu được vũ khí và đồ cổ mà lại còn mất đi một khẩu súng và đồ cổ đây là lần thứ nhất tôi đụng trận và bị chạy lính bị đánh tàn tác chạy lạc ở trong rừng súng đạn không còn pháo chi viện thì bắn bay qua đầu rớt ở bên đất thái chỉ huy thì mất tiêu phần lại là lính tân binh tư tưởng không thông mang bình tông cũng không nổi không biết làm sao đây trở về đến bailin một cuộc họp rút kinh nghiệm do tiểu đoàn chủ trì tại sao và tại sao rốt cuộc một trận te tua đối với tốp lính đi lạc làm lính mà có như vậy mới có kinh nghiệm và cuộc sống trở lại bình thường sau ngày chạy lạc của chúng tôi lúc này chuẩn bị vào mùa mưa nên đơn vị cho phát hoang khu rừng xung quanh đơn vị đốn sạch cây rừng dọn dẹp sạch cỏ để chuẩn bị tăng gia cải thiện đời sống mưa xuống cây trồng mọc rất nhanh mưa lớn nhờ đất rừng màu mỡ nên không cần chăm sóc nhiều mà cải bí vẫn tốt mịt nhờ vậy mà bữa ăn hàng ngày của anh em được cải thiện thêm xung quanh đơn vị có những cây xoài mút cứ tới bữa cơm là anh em bẻ nguyên một nhánh xoài rồi lấy lá non còn mướt đem chấm với ruốc cá ăn cơm thật là tuyệt ngon hết sảy luôn vì thức ăn luôn thiếu nên chúng tôi hay bẫy chuột được năm bảy con chuột đem thui lông chặt khúc rồi kho chung với muối cho thật mặn nước đổ vào linh láng xong lấy lá xoài kẹp vào cháy ớt hiểm chấm vào nước thịt chuột ăn ôi ngon cực kỳ đã quen dần với thời gian sinh hoạt nên lúc này chúng tôi đỡ bị sốt hành hạ như hồi mới vào Pai linh. bình thường như anh em Hàng tháng chỉ lên cơn sốt một hai cơn, hết sốt bình thường trở lại như là chưa bị gì. Tuần tra, canh gác, tăng gia học tập. Cuộc sống chúng tôi như vậy ở Pailin cho đến tháng 6 năm 84. C9 tôi được lệnh đổi chốt, lên chốt trên 505, đổi cho C11 về Pailin. Vậy là C9 bắt đầu chịu đấm ăn xôi. Tôi chợt nghĩ đến thằng Đồng Hương và mấy anh em đã hy sinh trên đồi đó khi 505 bị Pol đánh chiếm. Tôi nói thật là hơi dao động một chút. Mọi người thu xếp hành trang cá nhân, chỉ đem súng và đồ cá nhân, dao, quốc sảng thôi. Còn toàn bộ lương thực, thực phẩm, đạn để lại cho C-11. Tới xe bộ C-11 thì cũng gần chiều. Anh em C-11 đang tập trung chờ C-9 tới bàn giao để về Pai Linh. Anh Mai đại phó truyền lệnh. B-1 lên 505, B-3 lên 816, B2 ở đây cùng C. Chúng ta chỉ ở điểm tựa này 3 tháng thôi. Vì thế, mỗi B sẽ ở 505 một tháng. Trước hết là B1. Chết rồi, Phen này thì sẽ biết thế nào là khổ sở khi ở 505. Tôi chỉ thấm như vậy. Lính ta khi bị kỷ luật là đưa lên 505 này. B1 hành quân lên đồi theo người lính dẫn đường của C11. Tôi đi theo bước chân của người đi trước, ngó xung quanh vẫn cảnh rừng heo hút vẫn tiếng gõ kiến kêu cồng cốc vào cây đâu đó tiếng tòn tót của con mang đang vọng lại tự nhiên tôi thấy buồn và lo sợ đi một đoạn rồi lội qua một con suối qua đường suối tới chân đồi leo đồi này đối với tôi không còn khó khăn và vất vả nữa vì đã quen rồi nên cũng hết sợ tới nơi vì ngọn đồi này có một bê lính bạn đang đóng quân không mới tới ngọn đồi bê ba thôi phải đi lên thêm 700 mét nữa Mới tới đồi 505 Anh Phước bê trưởng phân công Thường bê phó cùng tôi Liêm và Thành Ở tại đồi B3 này Còn lại tất cả lên đồi 505 Thật là sướng Khi được ở đồi B3 này Vì đồi này không phải là mục tiêu chính của Pol bon Pot Tôi đã sai lầm Khi nghĩ là như vậy Đồi B3 này không được lớn Giao thông hào giáp đồi Cứ một đoạn 10 mét Là có một hầm chữ A rồi cả hầm âm nữa Ở đây chủ yếu là hầm Chúng tôi ở đồi này chung với một bê lính bạn Ở 505 cũng vậy Lính bạn cũng như chúng tôi Cũng vừa đổi chốt Được cái là lính bạn sử dụng hỏa lực Nhiều hơn ta Có cả DKZ82 Tôi và Liêm dọn dẹp hầm chữ A để ở Còn Thường và Thành ở hầm âm Hầm âm này rộng rãi Để cả chục phi nước mưa thủ sẵn Và cả chục bao gạo Vậy là chúng tôi bốn lính Việt Nam và tám lính Campuchia cùng chung nhau bảo vệ trên đồi B3 này. Cả ngày không có công tác gì cả. Nhiệm vụ của chúng tôi là lấy gạo ra lượm thóc và nấu cơm anh em ăn. Thời gian rảnh thì sang lính bạn học tiếng ca, chủ yếu mấy từ xin đồ. Tối đi gác, gác tới 12 giờ, kêu lính bạn dậy đồi gác. Cuộc sống êm ả, trừ một tuần thì sáng sớm hôm đó Pol Pot tập kích vào đội 505 Cối 82 từ đất Thái bắn sang Những tiếng nổ rền vang ở trên đồi Nhìn sang 505 Tôi thấy khói mù mịt ở trên đỉnh đồi Lo lắng hồi hộp cho anh em ở trên đó Rồi lại lo cho ở B3 dưới này Nghe đạn địch tập kích 505 dữ quá Nên lính bạn ở đây kéo khẩu DKZ-82 Hướng về bên đất Thái Nơi có tiếng bắn của bọn Pol Pot Âm Một tiếng nổ thật lớn vang lên đạn bay vè vèo và tiếng nổ nhỏ vang lên vì bắn xa đận đâu đó trên đất thái lính bạn bắn tiếp đến quả thứ 9 thì địch không còn tập kích ở đồi 505 nữa mọi người đều mừng rỡ vì hiệu quả của khẩu DKZ cuộc sống trở lại bình thường sau trận tập kích của Pol bon Pot không còn ai lo nghĩ đến súng đạn nữa thường điện qua 505 hỏi thăm không ai bị làm sao vì anh em ở đó đã ở hầm an toàn Nhưng không ngờ Mới vừa hưởng đông sáng hôm sau Tôi vừa lấy gạo ra để lượm tóc Thì nghe tiếng bắn từ Thái vang lên Tôi thầm nghĩ rằng Năm linh năm lại bị thấp kinh nữa rồi Xẹt Một tiếng bay qua đầu tôi Và một tiếng nổ chát tay Đất đá bay rào rào Cây rừng sao sạc Cụm khói bốc lên Vậy là địch đã bắn vào đội B3 của bọn tôi đang ở Không kịp bưng thau gạo Chúng tôi chạy liền xuống hầm chữ A. Một tiếng nổ nữa vang lên rất gần trên đỉnh đồi. Tôi nghe tức ngực ù tai. Bữa nay bọn địch bắt đầu bắn trả lại cái ngày hôm qua của đồi này. Bọn post bắn lại các DKZ rồi Cối 82 để cho ta biết là nó không sợ gì khẩu DKZ ở trên đồi B3 này. Vậy là chúng tôi phải ngồi trong hầm suốt từ sáng cho đến chiều vì đạn cứ nổ liên tiếp không ngừng. Chúng tôi không thể nào ra khỏi hầm được. Mà ai đến chừng 5 giờ chiều Không còn tiếng nổ nào ở trên đồi nữa Chúng tôi mới mò lên khỏi hầm Không thể tưởng tượng nổi Một cảnh vật điêu tàn ở trước mặt Đất trên ngọn đồi bị bung lên Như có ai vừa bới lồm trộm Không còn cọng cỏ nào nữa Mấy cây bằng lăng to lớn Bị mảnh đạn kim vào Như cái mặt rỗ Cành cây đều gãy hết Chỉ còn trơ lại thân cây thôi Cây cỏ nhỏ ở xung quanh Không còn gì hết một sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn. rất may là toàn bộ những căn hầm trên mỏm đồi này không cái nào bị trúng đạn cả. nếu không thì thật đúng với câu nói của những người lính trước, co ỉa miệng ve. vì hàng trăm quả đạn trà chút lên ngọn đồi nhỏ, vậy mà không có hầm nào bị trúng đạn. riêng năm lẻ năm hôm nay địch không bắn. vậy là không còn được êm ả, không còn học tiếng campuchia nào nữa ngoài từ xin thuốc hút và thức ăn. Hôm sau cũng mới mở sáng là pompos tập kích tiếp. Lần này cả đội 505 cũng bị luôn. Vẫn tiếng nổ ù tai, vẫn ngồi trong hầm nghe câu chuyện cho đừng có quả đạn nào rớt trúng hầm mình và vẫn ngồi ôm cái bụng đói. Sáng đến ngày thứ ba thì tôi đã dần quen với tiếng đạn nổ. Bớt sợ run người như lúc đầu bị tập kích. Bình tĩnh, ngồi đếm bao nhiêu quả đạn nổ, không thể nào đếm được gì Đạn nổ gần trên đỉnh đồi Tôi run Gần chiều thì Pol Pot bắn tấp nập để nghỉ Vẫn như mọi bữa Khi không còn tiếng đạn nổ Thì nơi đất Thái lại vang lên Tiếng xe chạy Đó là xe chở bọn địch đi tập kích về Ngày nào cũng vậy Thế là xong một ngày Sau đó là lấy gạo, cơm sấy, ra ăn Vì đã suốt một ngày Phải ngồi trong hầm Không ăn được gì hết Tinh thần đâu mà ăn khi đạn nổ xung quanh mình Ngày nào địch cũng tập kích như vậy Cho nên C đã điện cầu cứu tiểu đoàn xin chi viện pháo Thế là mỗi lần Pol Pot bắn vào đồi chừng 100 quả đạn Thì từ nhà máy cà phê nơi có xe pháo binh Lính bắn trả chi viện cho 505 chúng tôi Tiếng đạn 105 bay ngang đổi nghe rất rõ Rồi tiếng đạn nổ vang trên đất Thái Chỉ cần ba trái là Pol Pot êm liền Không còn bắn vào đồi nữa sau này nghe ban chỉ huy nói lại là những quả đạn này không bắn vào nơi địch đứng tập kích ta mà bắn vào gần nơi có dân thái ở như vậy nó mới sợ mỗi lần im tiếng đạn là giới xe điện lên hỏi thăm anh em có gì không và nhắc nhở phải cảnh giác để phòng địch đánh chiếm đồi và kể từ đó chúng tôi không dám gác riêng nữa mà gác kèm chung với linh bạn chúng tôi phải chịu tập kích như vậy suốt 15 ngày Hệ địch bắn ta, ta vào hầm Ta bắn địch im, ta lại lên hầm Tối hôm đó Chúng tôi đang nằm ở hầm âm nói chuyện với nhau Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Ở đây có đường dây điện thoại Từ dưới c Ở tận chân đồi Kéo lên tới đồi 505 Khi xe điện cho 505 Thì điện thoại ở đồi B3 Vẫn nghe vì chung đường dây Alo, alo Vũng Tàu đâu năm có tên là Vũng Tàu Đây Vũng Tàu nghe Tiếng anh Phước Rồi bê trưởng Sáng mai đồng chứ cho anh em thu xếp Hành trang Dũng đạn Rồi tổng kết số đạn và lương thực xong Rời chốt xuống đại đội cùng về Pai Linh Để cùng tiểu đoàn Chuyển về trung đoàn ở Taco Nơi Pai Linh này Ta bàn giao lại cho lính bạn Hết Ôi lệ chúa Mặc dù tôi không có đạo Vậy là thoát rồi Khi nghe được tin này Chúng tôi mừng quá nhảy tưng lên Đầu đụng vào mấy cái cột hầm Làm sưng vù lên Đêm đó không có ai ngủ được Cùng ra thông hào ngồi gác với lính bạn Chỉ trong một thời gian ngắn Chưa được một tháng Từ khi C9 lên đây đổi chốt cho C11 Và B1 lên 505 này Cảnh vật đã thay đổi Không thể ngờ được Nhất là ở đồi B3 chúng tôi Khi mới lên Cảnh vật thật là tươi mát cây cỏ xanh tươi tán của những cây bằng lăng che phủ kín cả ngọn đồi suốt ngày không ánh nắng vậy mà giờ đây chỉ là một quả đồi chọc chẳng còn gì gọi là sự sống nữa ánh nắng chói chang không còn một cây cỏ nào tồn tại đến cây bằng lăng to lớn cả ôm tay cũng tè tua sờ sắc đầy những mảnh đạn pháo kim vào thân nó không còn cành lá nào dính vào thân nó trơ trọi đứng trần chuồng giữa không gian để đến một ngày nào đó nó sẽ đổ gục xuống vì những mảnh đạn vô tình xuyên qua. Ôi, chiến tranh thật là khốc liệt. Sáng sớm, anh em bên đội 505 hành quân xuống đội B3 chúng tôi để cùng nhau xuống núi. Anh Phước B trưởng nói, trước khi từ giã nơi đây, chúng ta hãy bắn đi, bắn cho tan những ngày nằm hầm, âu lo, bụng đói và cả sự căm hờn đối với bọn Pol Pot. Mọi người đều cầm AK hướng về đất Thái rồi xiết cò. Những tiếng súng nổ liên thanh, những làn khói súng bốc lên làm cho lòng tôi cảm thấy lâng lâng, tự tin hơn. Nòng súng tôi nóng lên khi lắp băng đạn đến thứ ba. Từ giã đồi 505, từ giã B3 đồi chọc, tạm biệt những người lính bạn ở lại đồi, đoàn quân xuống núi. Lúc này tôi thấy nao nao ở trong lòng, khóe mắt hơi cay cay. Chắc có lẽ tôi muốn khóc vì mừng buồn vui lẫn lộn khi rời khỏi nơi này. Khi xuống tới C thì anh em đã tập trung đầy đủ, chỉ còn chờ bê tôi là hành quân. Anh em trong đơn vị gặp nhau mừng lắm vì mọi người vẫn còn nguyên vẹn sau những trận tập kích. Ai nấy đều hớn hở vì sắp thoát khỏi vùng đất chết này. Lên đường, đoàn quân hăm hở bước đi thật nhanh. Ai nấy đều mong cho mau về tới Pailin. Đi được hơn nửa đường thì mọi người đều ngó lại hướng đồi 505 Vì có tiếng nổ Bột đã tập kích ở đồi Tôi bồi hồi khi nghĩ đến Những người lính bạn đang ở lại đồi Đến chiều mới về tới Berlin Mệt dã rời Vì đi không được nghỉ C9 được lệnh Đóng tạm quân ở ngôi chùa Nơi mà lúc chúng tôi là tân binh Được đưa vào ở khi bước chân tới Berlin Quang ba lô vào góc nhà Nằm dài xuống nền gạch bông Để thưởng thức cái hơi lạnh từ gạch bông Thật là đã so với cảnh nằm hầm Sáu hôm sau, mỗi xe được dê cấp cho một con lợn để liên hoan Mà từ giã Pai Linh để cùng tiểu đoàn về đóng quân ở Taco Nơi Pai Linh này được bàn giao lại cho một trung đoàn lính bạn Tất cả mọi người còn ở lại đây tập trung lại Tính hết cả tiểu đoàn chỉ có 12 người Do anh Tuấn y tá C9 phụ trách chung Lúc này là lúc tôi được sung sướng nhất trong đời lính Suốt ngày ăn Xong đi lượm đá quý Nhưng cũng được toàn là đá non Rồi đi chơi lòng vòng Vào mấy căn nhà dọc ở trên phố Để tìm đồ cổ Mà làm gì mà còn Tối ngủ thì không phải gác Phải nói là dân Pai Linh này Rất quan trọng về nước Nhà nào cũng xây một cái hồ chứa thật lớn Âm ở xuống đất 2 mét Rồi xây cao lên 2 mét Ngang 4 dài 10 mét quá nhiều nước luôn. Hai ngày sau, anh Tuấn rủ tôi ra chợ tà đang chơi. Vậy là sướng nữa, anh cho tôi một bộ đồ lính và cái nón Campuchia. Tôi bận vào, trông như là lính bạn vậy, vì tôi cũng rất đen. Quá giang, xe lính bạn đi ra tới chợ Tà răng thì xuống. Anh dẫn tôi tới một nhà người đồng hương của anh, cũng là một người lính, nhưng đã lấy vợ Campuchia và ở đây khi được ra quân. Thế là tôi đưa cho anh Tuấn bán dùm ba hũ bi đá ton để lấy tiền mua đồ xài đây là một cái chợ ở vùng quê nên cũng hơi nhỏ cũng có sạp nhưng sập sệ che tạm những tấm tranh rách trên nóc sạp tôi tìm được một quán nhỏ theo lề đường ở đây họ mua bán đủ thứ hủ tiếu cà phê khô mắm và cả vàng nữa trời vàng mà họ để trong cái mẹt nho nhỏ này giống như là bán khô coi như là không có gì phải ở sài gòn chắc là mất rồi kêu một tô hủ tiếu và ly cà phê có cái này tôi đã để ý từ lúc sang campuchia khi lính việt nam bước vào quán campuchia là họ sẽ mở nhạc liền là nhạc vàng ở việt nam mình cấm nào là rừng lá thấp sân này con không về thế là vừa uống cà phê vừa nghe nhạc tôi đã hồi tưởng lại những ngày còn ở việt nam chiều hôm đó một con chó bị xe lính bạn đụng bạn anh tuấn chay ra đem vào thế là tối đêm đó một nồi thịt cầy rượu được bày ra và Bà tôi lần đầu tiên trong đời đã ăn ngon nhậu xả láng thế là say mỏ mẫm tìm ba lô lấy võng ra răng leo lên không còn biết gì nữa mặc kệ đời mặc kệ bọn pol bốt ba ngày sau chúng tôi trở lại paylin và mấy ngày nữa thì xe của sư đoàn vào để chờ tủ, bàn ghế, súng đạn về sư đoàn. Chúng tôi từ giã thị trấn Pai Lin để trở về đơn vị, tiếp tục cuộc sống lính rừng. Bùi ngồi chia tay mảnh đất mà tôi đã ở một mùa xuân, thị trấn Pai Lin ngày ấy. Xe chạy thẳng về C, kho của sư đoàn và bỏ đồ xuống. Toàn bộ tủ, bàn ghế, đồ xịn của tiểu đoàn đều sung công quỹ cho sư. Vì chúng tôi được lệnh là tự đi về cô Xe không chở nữa Anh Tuấn dẫn chúng tôi đến nhà khách của sư đoàn Ở đó chơi tiếp đến hai ngày sau Mới có xe quá giang Về đến trung đoàn 31 Và hành quân bộ về Taco Khi đặt chân tới đơn vị Và tôi trở về B1 Thì mọi người đã cất nhà xong Và đào hầm hào xong hết cả Số phận của tôi không đến nỗi cực khổ Như anh em B Vì đây là lần thứ hai Tôi không có mặt khi chuyển đơn vị Mỗi lần chuyển cứ là mỗi lần cực khổ đối với những ai làm lính. Tới chỗ mới là phải đi đốn cây chặt tre cắt tranh bện lại cất nhà xong rồi mới đào giao thông hào chặt cây to để làm hầm phải tranh thủ từ sáng tới trưa ăn xong làm liền đến tối mịt mới nghỉ. Cổ như vậy mà tôi đã không có mặt anh em nói tôi thật là may mắn. Dê 3 chuyển cứ về Saray ăn tiếc cách Taco Nơi trung đoàn bộ 82 đóng quân, chừng 6 km. Ở đây là một nghĩa trang giã chiến sử dụng chung cho hai trung đoàn là 82 và 31. Dây bộ đóng quân ở đây, còn C9 thì đóng cách trường 3 cây số. Thời điểm này đã có kế hoạch K5 nên D3 mới chuyển về đây gần trung đoàn mà sau này toàn quân đã đi chiến dịch K5. Bây giờ đã là tháng 8 năm 1984. Giờ đây đơn vị đã vắng lại Bớt người vì lớp đàn anh 80-81 đã về chính sách Lính 84 đưa vào không đủ số đi về Cuộc sống của nó Tôi đã quen với thời gian Không còn bị coi là lính mới nữa Vì đã có lính 84 vào Theo quy luật của lính 80-81 về là 82 lên làm cán bộ B Hàng ngày nó vẫn đi công tác Phát hoang tuần tra cảnh gác khoảng một tháng thì ở trong B1 có Xuân Đồng Hương được C chọn đi học khóa hạ sĩ quan ngoài sư đoàn. Lẽ ra là nó được chọn đi nhưng vì có tin trung đoàn sẽ mở khóa đào tạo y tá nên C sẽ cho tôi đi học y tá. Phút 89 tôi lại bị loại. Thế vào đó là khoái quê ở Hà Sơn Bình nhập ngũ năm 83 đi thay thế cho tôi. Xuân đi rồi, giờ quân số trong B chỉ có 10 anh em Tức là mỗi A chỉ 5 người Nên công tác cũng hơi vất vả Và một ngày kia Xê nhận một anh lính 82 Ở tiểu đoàn Tăng Của sư đoàn bị kỷ luật Đưa về bộ binh Từ ngoài sư đoàn ở nơi sương sướng Mà bị đưa về bộ binh ở đây Nhưng C cũng an ủi Cho về A cối 60 Cho đỡ cực Anh ta ở được 10 ngày Thì tối hôm đó đã đảo ngũ Vì nghe phong phanh là đơn vị sẽ đi tác chiến Thật đáng buồn thay cho những người sợ cực khổ, sợ hy sinh Thế là đêm đó Hiếu A Trưởng nó hội ý Trong bê ta sẽ có một đồng chí lên A Cối 60 Và C đã định đồng chí Hậu lên A Cối Vậy ngày mai đồng chí thu xếp về A Cối không còn ở bên nữa trong một đơn vị bộ binh thì sướng nhất là A chuyên môn phục vụ đây là cánh tay phải của C Chuyên môn thì có y tá, quản lý, văn thư, phục vụ Thì anh nuôi liên lạc, quản lý tối ngày Chỉ lo sổ sách, tiền nong, lương thực, thực phẩm Khỏi công tác gì cả, sướng như tiền Còn y tá chỉ có nhiệm vụ cầm ống chích, ghim vào mông những mũi quỳ nin Cà thọt cho những thằng bị sốt rét Anh nuôi ngày ba bữa cơm cho đơn vị khỏe re Liên lạc văn thư, hàng ngày chỉ lấy cơm nấu chè cho C Còn A cối 60 là cánh tay trái của C Vì hỏa lực mạnh nhất trong đơn vị Ít phải đi công tác Suốt ngày chỉ lo trực chiến đấu C trực tiếp chỉ huy Nên ở gần C Được các B bao quanh bảo vệ Cũng sướng luôn Vậy mà tôi được về A cối Vì tôi xuất thân là một anh lính dưới B Nay được lên A Trong A cối có anh Thu Quê ở Thanh Hóa Lính 82 là A trưởng Rất ư là khó tính Hay cao có Kế đến là anh tránh điều Với biệt danh là chán đời Quê ở Long An lính 82 A phó Một người vui tính Nhưng ít nói Chỉ biết nhe răng cười Khi bất cứ ai kể chuyện Dù vui hay dù buồn Không biết chửi thề Tiếp là anh chiến sĩ em Tự là chất Trong tuồng cải lương tiếng hò sông hậu Quê ở Kiên Giang Đi lính 582 Em là người cả đơn vị vừa thích vừa ghét vì có khi rất là nịnh cấp trên, đâm chọc nhưng lại chống đối những người luồn cúi. Em có tài nói dóc rất hay, ai cũng muốn nghe nhưng nghe xong thì chửi là đồ ba xạo. Tuy vậy nhưng em cũng làm hài lòng mọi người khi đàn ca vọng cổ. Ca hay đến nỗi mấy anh ở Hà Sơn Bình và Thanh Hóa phải theo mà học ca vọng cổ. Về A Cối 60 Tôi được học cách sử dụng Cách lắp đạn, lấy tọa độ, tầm bắn Tháo giáp, gắn liều thuốc phụ Chỉ có nhiều Ngày nào cũng phải học Nên tôi học rất mau Thời gian này Đơn vị cũng ổn định nơi ở mới Toàn C Giờ chủ yếu là phát hoang cây rừng để tăng ra Tháng 10 ở đây bắt đầu lạnh Bớt mưa Sáng sớm sương mù dày đặc Cả khu rừng Rau cải trồng đã tàn Bữa ăn không có gì ngoài nước mắm của anh nuôi nấu Một lon thịt heo hộp Ba lạng cho cả xe ăn một ngày Từ hồi không còn ở Pai Lin Về đây ăn uống hơi thiếu Không được dư giả như lúc trước Hàng ngày tụi nó vào khu rừng Để đào dế và nhện Khó khăn lắm mới đào được những con dế Lớn nhỏ vì hang dế sâu quá Và cả những con nhện rừng nữa Con nhện này cỡ chừng ngón tay cái đen thui Trông thật là ghê thế là đem những con dế và nhện bỏ vào lon thịt hộp cho muối nhiều và chế chút nước để lên lửa mà rang nước sôi lên tàn muối để cho tới khi nào cạn hết nước chỉ còn những chấm trắng của muối trên mình của dế và nhện đem ăn với cơm cũng thật tuyệt quá ngon đối với những người lính sống nơi thiếu thốn thức ăn còn bữa nào sương mù xuống nhiều thì đi tìm nấm muối hình như người ta nói cũng đúng Nấm mối trong rừng Người thấy người không thấy nấm Vì tôi hái được cả nón nấm tại chỗ Mà em lại không nhìn thấy cây nấm nào Tháng 11 năm 1984 Trời không còn mưa nữa Là lúc cả đơn vị phải đi tác chiến thường xuyên hơn Ngày đó đơn vị có lệnh phải đi tác chiến A à, cối của tôi đi hai người Đợt này Thu và tôi đi Đem theo khẩu súng cối 60 và 30 quả đạn chia cho các bê mang phụ 20 quả Đợt đi này do anh Phượng phụ trách Anh quê ở Nghệ Tĩnh, lính năm hai, Khi còn ở Pai Lin được đi học khóa sĩ quan ở mặt trận 479 Một năm trở về, nắm đại phó lúc anh 20 tuổi Tôi thu xếp ba lô, súng đạn, chăn, võng, tăng, nước, gạo sấy và bốn quả cối cầm AK Còn thu A trưởng mang khẩu cối 60 nhưng không đem theo đế cối Cái đế cối bằng sắt Anh ta thay vào đó đế dép dâu Anh ta sử dụng cối bắn ứng dụng Nên mới làm vậy Để cho nhẹ khi tác chiến Vì nòng cối 60 Không có đế Chỉ còn có mấy kg Sửa soạn xong Tôi lấy AK Chùi dầu thử súng cho ngon Thấy nòng súng dính bụi Tôi liền kê miệng thổi Em thấy liền la lên Đừng thổi vào nòng súng Tôi ngạc nhiên ngó Nhưng thằng em không nói Tập trung quân số lại khoảng 20 lính Phượng nói Đợt này chúng ta chỉ đi vòng quanh Khu vực tiểu đoàn Để xem có đường mòn nào địch bám hay không Trinh sát và thông tin tiểu đoàn xuống Mừng quá Vì hai đứa nó đều là đồng hương Xem ra tụi nó đều chững chạc Sau một năm lính Không còn ẻo uột như lúc mới làm lính Danh trinh sát dẫn đoàn quân Đi về hướng 300 nhà Nơi bọn Pol thường hoạt động Cũng cắt rừng đi Tới điểm thích hợp thì nghỉ qua đêm Đi vòng vòng hết 4 ngày Chỉ còn hai ngày nữa là trở về Trời hôm đó Đoàn quân đi tới con suối cạn Thì xuống và nghỉ trưa tại đó Tôi lấy gạo sấy ra chế nước Chỗ tôi và Thu ngồi Có một khoảng trống ở trên trời Vì cối là phải ở những chỗ trống Gần đó là lính trinh sát Thông tin đại đội còn các B thì trải dài, dài theo chung quanh C để cảnh giới Bỗng Hải cùng lính 83 la lên Địch! Có địch! Vì Hải đang ngồi trên suối cạn để cảnh giới Bỗng thấy thằng bốn Pot đang đi về hướng suối Vội la lên và tuột nhanh xuống Không ngờ cái bình tông nước đang đeo chạm vào đá Vang lên tiếng Bốn Pot nghe thấy phát hiện ra quân ta đang ở suối Thế là nó bắn AK B40 vào đội hình đạn bay vèo vèo ở trên đầu. Chắc có lẽ địch cũng hoảng nên nó bắn B40 nổ ở đâu xa lắm. Tất cả anh em vội chạy tới mé suối và bắn trả lại. Tiếng đạn nổ làm cho nó giật mình, hết hồn, lật đật nằm xuống. Định thần lại, tìm thu, không thấy thu đâu cả. Nó vội chạy tới mép miệng suối và đưa AK lên hướng về tiếng bắn của bọn Pol Pot rồi xiết cò. Những viên đạn nó bắn chắc đã bay vào cõi hư vô vì nó không thấy địch đâu cả Lúc này cũng không ai biết Là địch có đông không Anh em đều bắn ao ạt Vào nơi có tiếng súng địch AK-40 nổ rền vang Cả một khu rừng Anh Phượng đại đội la lên B1 vòng sang phải B2 vòng sang trái B3 tấn công Y như lúc học chiến thuật Tấn công Toàn bộ lính ta la lên Nhưng ngó quanh nó Cũng không thấy ai xung phong lên vẫn ở trong suối cạn mà bắn chiến trường đang nảy lửa súng đạn nổ như pháo đêm giao thừa khoảng chừng bảy phút tính từ lúc nổ súng thì anh phượng la lên rút ôi cả đoàn quân đang bắn nhau với khoảng không vội vàng chạy theo danh trình sát chạy toán loạn mạnh ai người đấy chạy phía sau lưng nó vẫn bắn ak đạn bay ở trên đầu vèo vèo nghe phát kiếp mọi người càng chạy dữ hơn chạy chừng một năm km thì không còn tiếng súng bắn nữa Lúc này mới dừng lại và thở Tập trung quân số lại thì thấy Thiếu Giang, Đồng Hương và hai anh ở B3 Lúc còn đang bắn nhau thì Giang bị miếng đạn hay là vỏ cây trúng đầu Máu chảy đầy mặt rồi được y tá băng lại Cho tới khi rút quân thì mạnh ai nấy chạy nên không có để ý tới thằng Giang còn danh chính sát cũng bị một miếng bê Ngay ở chân bị thương nhẹ không sao vẫn còn chạy dẫn đường được Anh Phượng xê phó lo lắng Vì đây là lần đầu tiên anh đi tác chiến với cương vị chỉ huy Kể từ khi đi học sĩ quan về Dẫn lính về cách tiểu đoàn chừng 3 km Dừng lại và điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình Tiểu đoàn không cho về Bắt buộc phải quay lại trận địa Để tìm cho ra mấy anh em đang bị lạc Lúc này trời đã sắp tối Nên anh Phượng nói Thôi nằm lại đây Mai đi tìm Tôi buồn và lo lắng cho thằng bạn Không biết nó ra sao Đêm hôm đó khoảng 12 giờ Thì tiểu đoàn điện báo là tốt lính đi đạp Đã về tới đơn vị rồi Đầy đủ cả Ngày mai cho anh em về Tôi mừng quá Về tới xe thì đã quá trưa Mọi người vội vàng đi tắm Xong cơm nước cho no nê Để chuẩn bị tinh thần mà nghe Toàn xe tập trung ở hội trường Ngồi chờ tiểu đoàn xuống rút kinh nghiệm Trong trận chiến vừa rồi Đầu tiên là anh Phượng Bị rủa một trận te tua Vì địch không đông Quân ta lại có lợi thế Trong chiến đấu Vậy mà lại phải chạy Rồi còn để lính đi lạc nữa Sau đó tới A cối của nó Không phát huy được hỏa lực mạnh Không bắn được quả cối nào Đồng chí Thu đã bỏ chạy Còn các B thì lộ đội hình Không sung phong khi nghe lệnh của chỉ huy Sau cùng Anh Tý tiểu đoàn trưởng Nói sẽ cho đi tiếp vì không hoàn thành nhiệm vụ cũng may là tiểu đoàn chỉ hù dọa thôi tan họp trở về a cối tôi thấy mệt mỏi lên giường nằm nghỉ thì em nói tao biết thế nào đợt này đi cũng có chuyện mà vì trước khi đi mày đã thổi nòng súng như vậy đây là lần thứ hai tôi đi tác chiến và bị chạy mùa khô là một hoạt động của mình nên cả đơn vị vì phải đi tác chiến liên tục cứ thằng này đi Xong là tới thằng khác đi Thay nhau mà đi tác chiến Nó đã đi thêm mấy lần nữa Nhưng không có chuyện gì xảy ra Hôm đó tiểu đoàn điện xuống C9 Để chuẩn bị cùng tiểu đoàn lên sư đoàn Phối hợp cùng K2 đi tác chiến Vậy là chuẩn bị đánh lớn Nên mới đi hai tiểu đoàn Lần này tới phiên tôi đi Nhưng A cối Không đem theo cối Mà chỉ mang AK Thôi khỏe thế là chuẩn bị cái gồi ở giờ an tiếc này Có rất nhiều dây mây rừng và tre lỗ ô Anh em lấy dây mây bện lại thành cái gùi Để thế ba lô đi tác chiến Rất tiện lợi Vì đựng được rất nhiều thứ Và chắc chắn hơn cái ba lô Rồi còn những ống tre Thì chặt khoảng chừng 4 tấc Rùi lỗ xuyên qua mắt tre Rồi đổ nước vào Ống tre này chứa được khoảng 5 lít nước Nó để vào gùi bốn ống tre trước Hai trái B40 Mang phụ cho B300 viên đạn Gạo sấy lương khô Để gọn cả ở trong gùi Đeo lên vai thử Chà hơi nặng Chắc cũng cỡ khoảng 30 cân Nhưng không sao Vì lúc này nó đã quen mang vác nặng Không còn eo uột như lúc mới vào C9 lên tiểu đoàn Thì thấy có cả C10 và C11 nữa Rồi thêm lính của tiểu đoàn bộ Tổng cộng chừng 35 lính Tiểu đoàn thông báo là đi chung với tiểu đoàn 2 do tiểu đoàn 2 phụ trách chung. Toàn quân K3 hành quân lên tà cô Bước chân tới sân bóng trung đoàn thì ai nấy đều mệt vì đã đi một hơi 7 km không nghỉ. Chờ K2 đến. Khi K2 đến tập trung lại với K3 thì khác hẳn. Lính K2 thì ăn mặc chỉnh tề, nón dày, quần áo đúng như bộ đội, tóc tai gọn gàng. Trong khi đó lính K3 Tôi thì lôi thôi lộn thuộm Toàn là tóc dài phủ gáy Quần áo bận đủ loại Ai có áo lính ca Hoặc quần thì cứ mặc Có quần tây cũng mặc luôn Còn nón thì toàn bộ là đội nón của lính ca Vì lúc ở Pai Linh, Ai cũng xin được cái nón của lính bạn Đã vậy Còn đeo thêm cái khăn cả ma ở trên cổ nữa Nói chung Sắc phục hoàn toàn không giống chút nào là chú bộ đội Rồi còn đeo trên lưng cái gùi Chứ không phải là ba lô như của K2 Nên tôi ngó đi ngó lại Lý K3 giống như tụi phỉ Như lời của trung đoàn nói Vậy là hai tiểu đoàn lên đường tác chiến Phục địch với 70 tay súng Lần đi tác chiến này Vẫn là tìm đường mòn để phục Tuy đi với đội hình hai tiểu đoàn Nhưng vẫn không có hỏa lực mạnh Chủ yếu là B40 Cối 60 và RBD Cả đoàn quân luồn sâu ở trong rừng Lung sục tìm lấy đường mòn Đi suốt ngày Chỉ nghỉ khoảng 30 phút để ăn trưa Xong là lên đường đi tiếp Cho tới gần tối Tới cạnh một con suối nhỏ Thì tiểu đoàn 2 mới lệnh là nghỉ tại đây Chia đội quân ra cảnh giới các hướng Nó được nằm gần sát con suối Con suối này vẫn có nước chảy Nên cũng đỡ Anh em được chi viện về nước Tuy rằng trong rừng vào ban đêm không thấy gì Nhưng vẫn chia ca gác khi đi tác chiến phục địch nếu gặp ở đường mòn để phục thì lúc ban đêm anh em được nằm nghỉ gần nhau cách chừng 2 mét giải dài ra nên khi gác thì ai ở đâu gác chỗ đó đêm trong rừng thật yên tĩnh tôi ngồi ôm cây súng ngồi gác chợt nhớ tới câu thơ mà lúc ở quân trường huấn luyện được nghe và cảm thấy bài thơ đó có cái giống như tâm trạng của tôi lúc này một mình một võng một mái tăng đêm khuya thăm thẳm chẳng ánh trăng bên dòng suối nhỏ lách tách chảy ôi nhớ làm sao cảnh quê nhà đã qua hai ngày rồi vẫn chưa có gì tới ngày thứ ba thì trinh sát phát hiện một con đường mòn của địch chuẩn bị phục lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống từng người cả hai dàn quân ra đường mòn để gài mình phục cùng với một số anh em lính ca ba nó và số anh em còn lại 10 người Thì năm cảnh giới ở con đường của lính ta đã đi qua 70 người đi thì sẽ tạo một con đường mòn rất to Nó chọn được một cây bằng lang to Và ngồi đó để cảnh giới Nhìn ra cô rừng trước mặt Tay ông khẩu súng AK Đạn đã lên nòng Cảnh vật im lìm Chỉ có mấy con chàng nhen là tung tăng Từ cây này sang cành cây khác Để gậm nhấm những trái nho rừng Lâu lâu có tiếng tót của con mang vang lên Chen lẫn với tiếng gõ cốc cốc của chim gõ kiến Nghe cũng vùi lỗ tai Đang nghe bản hòa tấu giữa rừng Thì bỗng tôi nghe những tiếng sột soạt Và răng rắc ở khu rừng trước mặt Giống như là tiếng chân của tú rừng Đang dẫm lên cây vậy Tôi nằm xuống Rồi ngó qua bên các đồng đội Cũng đang nằm Vì họ cũng nghe như tôi Đoàn một loạt tiếng súng AK từ trong khu rừng phía trước mặt tôi bắn ra. Bốt, bốt kia. Tôi mở khóa súng và siết cò. Lúc này, nơi lính ta đang phục cũng cho nổ những quả mìn. Tiếng nổ vang lên cộng với tiếng đạn của B, cối 60 làm rung chuyển cả khu rừng. Cây lá gãy, khói bụi bốc lên, một trận đánh đang diễn ra nhưng không ai thấy địch, chỉ biết là ở trong khu rừng có địch, không biết địch đông hay không lần này thì tôi đã quen dần với tiếng đạn nên không còn run như lúc trước tôi đưa súng hướng về khu rừng trước mặt rồi bắn vẫn như lần trước tôi vẫn không thấy địch lắp đến bằng đạn thứ ba vào thì có tiếng gọi từ sau lưng nghe rất đỗi quen thuộc đối với tôi rút tôi vội vàng đeo gùi vào và chạy theo anh em trong lúc này thì không còn tiếng súng của ta nữa mà cả tiếng súng địch tôi cũng không nghe thấy tôi chỉ biết chạy theo đoàn quân đang vội vã rút khỏi trận địa vẫn cứ chạy mặc dù không ai đuổi thế là lần thứ ba tôi đi tác chiến đụng pol pot và bị chạy ngẫm nghĩ lại các lần tác chiến này tôi hơi đau vì quân ta cũng đông súng đạn nhiều mà vẫn phải bỏ chạy pol pot phát hiện ra đường mòn của ta đã đi và đã bám theo không ngờ đụng vào tốp lính của tôi đang ngồi cảnh giới nên địch mới bắn liền một loạt ak và bỏ chạy khi nghe em tôi bắn trả Lúc này toàn lính ta đang phục Nghe tiếng bắn Liền vội giật mình cho nổ Thế là dây chuyền Cứ bắn và cứ bắn vào khoảng không Rồi chạy Đã bước sang tháng 12 Năm 1984 Lúc này có thông tin về chiến dịch K5 Của mặt trận Toàn tiểu đoàn phải đi tác chiến liên tục Ngày đó tiểu đoàn 3 được lệnh của trung đoàn Là phải đóng chốt Tại đội 196 một điểm cao gần nơi hoạt động của Pol bon Pot. Mấy ngày này, cả đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ súng đạn tư trang để chờ lệnh là lên đường. C9 đi gần hết quân số, chỉ để lại C10 người để coi doanh trại, giữ đồ. C10 và C11 cũng vậy. Ngày lên đường thật đông vui và khí thế vì có cả bê hỏa lực của tiểu đoàn cối 82 DKZ lâu lắm rồi. Các anh em hỏa lực tiểu đoàn mới được đi Giống như là đi tác chiến Anh em vui lắm Cười đùa hí hửng Đoàn quân lên đường Từng người một đi theo dấu chân của trinh sát Vẫn đội hình cách nhau 15 mét Nên đoàn quân rất dài Buổi sáng sương mù quá nhiều Nên khi đi qua đám rừng trồi Đầy cỏ bông Cây cỏ bông này giống y như là cây nhang Cỡ bự Cỡ ngón chân cái Cao ngang ngực Quần áo ai nấy đều ướt đẫm Vì sương như là lội suối anh em vừa đi vừa run vì lạnh Đi mãi cho tới trưa Mới thấy được ngọn đồi 196 Nghỉ lại ăn cơm Rồi lại đi tiếp khoảng 2 tiếng nữa Mới tới được chân đồi Lúc này tốc độ đi đã chậm lại Vì trinh sát phải tìm đường để đi lên Cực khổ vô cùng Đối với trinh sát Bỗng âm Một tiếng nổ vang lên Mọi người đều dừng lại Đạp mìn rồi Y tá chạy lên 10 phút sau tôi mới biết là trinh sát đi vướng vào mìn KP2 của địch cài Một người lính trinh sát quê ở Hải Sơn Bình Hy sinh tại chỗ Và thằng Hùng đồng hương với tôi Hưởng sái một mảnh ở tay Thế là tiểu đoàn lệnh Cho 6 anh lính C9 của tôi Cáng thương tử về bệnh xá của trung đoàn Vậy là chưa tới ngọn đồi Ta đã mất đi hai tay súng Trinh sát khác phải lên thay Tiếp tục mở đường lên đồi Nhưng lần này đi rất cẩn thận và cảnh giác Mọi người lính từng bước dò dẫm Bước chân của người đi trước Không dám đi lệch bước chân Khi tôi đi lên hơn nửa đồi Thì người đầu tiên đã tới đỉnh rồi Tôi đi chậm chạp Quan sát dấu chân của người đi phía trước Âm Lại một tiếng nổ ở phía trên đỉnh đồi Vậy là vì đạp mìn nữa Rồi tin tức truyền xuống Long A trưởng của B2 C9 Của tôi bị cụt một chân Vì mìn 652A đúng là số Vì Long là người thứ 30 đấy Cũng tại chỗ đó Mọi người đi trước không sao Tới Long thì bị Trời lúc này đã sang chiều Nên y tá caro vết thương Và trích cho Long một mũi thuốc Để nằm ở trên đồi Chờ sáng mai mới cáng về ta cô Trên đỉnh đồi địch đã cài rất nhiều mìn Khi tôi lên tới đỉnh Thì anh em đã gỡ được mười mấy trái 652A rồi Toàn là mìn mới cứng thì gia địch phát hiện ra quân ta sẽ lên đồi nên mới cải mìn. từng tấc đất được những bàn tay bới lên, giò dẫm cho tới khi trời tối hẳn không còn thấy gì nữa, thì mọi người gỡ thêm bảy tám quả nữa. Tôi rất sợ nên giò gỡ thật kỹ ở xung quanh chỗ tôi ngồi. Sau khi ổn định đội hình, mọi người mới lấy gạo xấy ra ăn. đêm xuống trời đầy sao và có ánh trăng sáng mờ. Tôi ngồi trên mỏng đồi cao. Ngó ra xung quanh, thấy phong cảnh thật buồn vì tiếng rên đau đớn của Long, chắc là lòng đau lắm và buồn vì đã mất một chân. Tôi nghĩ, đến những cảnh từ chiều tới giờ, mắt tôi cảm thấy cay cay. Đêm hôm đó, tôi và thằng em nằm cạnh nhau. Thằng em chắc cũng sợ cảnh tương tự đã xảy ra như tôi. Tôi thấy nó nằm chắp tay lên ngực và cái gì đó lẩm bẩm trong miệng rất lâu. Còn tôi thì nằm gác tay lên trán suy nghĩ Ôi cái cuộc đời Ai cũng có phần số cả Sáng sớm tôi lấy gạo sấy ra chuẩn bị pha Thì ầm lại một tiếng mìn nổ to Cách đó 7 mét Một cục khói bốc lên Anh trợ lý tác chiến của tiểu đoàn Lại đạp trúng quả mìn 6 năm mẹ A Bay mất một cúc chân Và anh tí tiểu đoàn phó Hưởng sái cái khói và đá Làm nắm đen cả khuôn mặt Thì ra từ tối đến giờ anh đã nằm trên quả mìn Sáng ngồi dậy và đứng lên Thì mìn mới phát nộ Cả khu vực của tiểu đoàn Là nơi được lính ta dò mìn kỹ nhất Vậy mà vẫn bị T là 5 người đã bị loại khỏi vòng chiến Thằng em A Cối tôi sung phong đi cáng thương về E A Cối giờ chỉ còn hai người Tôi và Điều Cuộc sống bắt đầu căng thẳng Trưa hôm đó Tiểu đoàn cho một bộ phận trinh sát và bộ binh xuống đồi Tìm ra đi ra suối để lấy nước chừng một tiếng sau lại có một tiếng nổ ở hướng suối vang lên và rồi ba tiếng ak bắn kêu lại bị nữa và tin được báo là lại có một đồng chí của c 11 một lấy nước đạp phải mìn bị cụt chân đây là người thứ sáu rồi lần này tới phiên tôi đi cáng thương tôi cùng hai người nữa xuống đồi đem theo một cái võng không vì mệt bằng cáng thương cứ đi như chạy hễ ai mệt thì thay nhau Vậy mà phải mất 3 tiếng Mới tới được trạm xá trung đoàn Giao thương xong Tụi tôi quay trở về đơn vị Ở Srei An Tiếc Về đến nơi cũng đã chiều rồi Đi tắm rửa xong Tôi không thấy thằng em ở đâu cả Tôi hỏi Thu Thằng em đâu Thu Thằng em đi cắn thương về tới Liền bị sốt Tôi kêu đi thay cho Nhưng anh sĩ Xe trưởng mới đi phép vào bảo thằng em sốt cũng phải lên đồi vì anh biết nó giả bộ sốt đã đi lên đồi với anh xỉ rồi ở lại đơn vị sau một đêm sáng sớm tôi cùng với mấy em hôm qua cáng thương trở lên đồi đi chưa tới chân đồi bọn tôi nghe những tiếng đạn cối nổ ở trên đồi tôi thầm nghĩ là ai có chuyện nữa rồi quả vậy khi vừa lên tới nơi biết là bọn bolot đã bắn lên trên đồi cũng may là không quả cối 82 nào chúng địch cả Nếu chúng ngay Thì cũng không biết thiệt hại ra sao Vì trên đồi này quân ta mới lên Đâu có đào hầm mà nấp Đêm đó lính ta chia nhau Giải ra khắp quả đồi Tới khoảng nửa đêm Thì mọi người được đánh thức dậy hết Vì lính gác của B2 phát hiện Có tiếng địch đang mò lên đồi Báo cáo dê Anh lường dê phó có biệt danh là rùa lật ngửa Ra lệnh Đừng bắn Lấy đá ném xuống là lính ta lượng đá lớn nhỏ đủ loại, ao ạt mà ném xuống nơi khả nghi là địch bám. Chắc Pol Pot cũng bái phục ta vì ta đã chơi chiến thuật lấy đá ném không tốn một viên đạn. Sáu hôm sau, anh sĩ C9 lúc này là quyền dây phó, tay cho anh Tý bị nhắm mặt vì miền 652A đã về. Lệnh với anh Mai giờ là C trưởng C9 qua đóng quân ở đồi bên kia. Mọi người trong xe chín tôi mừng lắm vì được thoát ra khỏi quả đồi nguy hiểm này. Xe chín tôi hành quân xuống đồi để sang đồi đối diện. Đi gần một tiếng thì có tiếng nổ vang lên ở đỉnh 196. Đạn vẫn nổ liên tục. Có trái bay ngang đầu đoàn quân của tôi đang đi. Tiếng đạn nghe e e ở trên đầu thật ghê sợ. Rồi rớt xuống khu rừng. Lúc này tôi đã cảm thấy run. Đi tới chân đồi thì lần này có kinh nghiệm nên chính xác rất kỹ trong cách tìm đường lên đồi. Xe chín tôi đã lên đồi một cách chậm chạp. Cũng may là đồi này không có quả mìn nào. Khi lên đến đỉnh thì anh Mai lệnh cho mọi người đi cuối đội hình còn dưới chân đồi đốt đám cỏ khô rừng trồi mà đơn vị đã đi qua. Đây cũng là một chiến thuật. Chia nhau ra khắp ngọn đồi để ở. Ở đồi này không có cây lớn chỉ toàn đá và đá. Anh em tranh thủ ôm đá chất lại để làm nơi tránh đạn. Yên ổn rồi Không có gì xảy ra cho đơn vị Vừa mờ sáng Thì có tiếng nổ vang lên Ở bên đồi 196 Bữa nay bọn Pol Pot tập kích sớm và rất nhiều Đạn nổ liên tục Tôi ngó sang đồi 196 Thì thấy khói bốc lên mù mịt Ở trên đỉnh Tôi lo vì địch đã bắn trúng đỉnh đồi Mà bên đó thì không có hầm Quả vậy Chừng một tiếng sau thì có điện từ B196 sang Báo là địch đã bắn trúng một quả ngay mép đồi anh sĩ tiểu đoàn phó đã bị thương và một người lính của c 10 hy sinh rồi trung đoàn đã điện cho rút quân về hết mừng quá c 9 rút xuống chân đồi rồi đi tới đồi 196 chờ tiểu đoàn xuống để cùng về trên đường trở về thì anh lừng dê phó lệnh đề nghị anh em hãy lộn nón lại để mà đội để địch không thấy ta mà bắn vì lính k 3 của tôi đội toàn nón của lính bạn Nón này có màu vàng Đội gặp mưa nắng Nón bay màu trở thành màu trắng Lộn lại mặt trong vẫn còn màu vàng Bột bốt đứng trên đồi Sẽ không thấy trắng mà bắn theo Đi cách đồi trường 3 số Thì tiểu đoàn lệnh cho C9 Nằm lại phục để phòng địch bám theo Ở ờ, cho tới gần chiều Thì mới được về Về đến đơn vị rồi Mọi người mới thấy thở phào nhẹ nhõm Không còn phải lo âu hồi hộp nữa Tổng kết lại sau mấy ngày đi lên 196, quân ta bị thương tử hết 8 đồng chí. Từ lúc này, lính ta đổi lại tên đội, gọi là đội Một Đổ Máu. Đã bước sang tháng 1 năm 1985, gần Tết rồi. thời tiết ở đây rất lạnh, môi ai cũng nứt nẻ hết. Tình hình giờ cũng căng, không còn được yên ổn như lúc trước. Cứ nghe tiếng súng đạn nổ ở đâu đó vì đụng trận và tập kích. Quảng trường 4 giờ sáng hôm đó, Tôi đang trực chiến Bỗng giật mình vì tiếng đạn nổ rền vang Liên tục từ đồi 107 D9 E31 Rồi có lệnh báo động Sẵn sàng chiến đấu từ C Cả đơn vị đều vào vị trí chiến đấu 4 rưỡi thì điện từ sư đoàn vào K3 Chuẩn bị đi chi viện cho D9 E31 Trời Từ Sở Rê An Tiếc Nơi đóng quân của C9 Cách D931 gần tới 20 cây số phải chạy bộ để chi viện. Đơn vị tôi chuẩn bị lên đường, thì trung đoàn điện nói là khỏi đi vì D9E31 xong rồi, địch đã chiếm được một c rồi đốt trại lấy vũ khí xong là đã rút. Tiếng súng đã êm, không đi chi viện. Đến 9 giờ sáng thì toàn bộ chỉ huy của C, G E của 812 ra E31 rút kinh nghiệm trong trận đánh vừa qua. Tôi về trung đoàn 31 thì đây là một đơn vị chiến đấu mạnh nhất Đánh đâu thắng đó Hiện là đơn vị cơ động cho mặt trận Pol Pot nghe tới E31 Là phải sợ Vậy mà giờ lại bị đánh chiếm Quả là điều bất ngờ Anh Mai Sau khi đi 31 về họp Toàn C rồi lại phổ biến tình hình của C Trung đoàn 31 Do chủ quan Chuẩn bị đi đánh địch Nên đã liên hoan ăn nhậu Để hôm sau khi đi đánh Đêm đó lính gác phát hiện có tiếng địch bám vào đơn vị Báo cáo lên C Nhưng vì chủ quan cho rằng Làm sao mà dám đánh vào T là 4 giờ địch đánh Một trận chiến dữ dội Ngoài bắn vào trong bắn ra Do thực lực yếu hơn Nên ta phải rút Bỏ lại đơn vị 12 đồng chí hy sinh Trong đó có một xe phó Trong ngày hôm đó Có lệnh từ trung đoàn cho C9 Đi tác chiến Đón đường rút của địch Kỳ này Là anh bá xe phó hậu cần vừa đi phép và phụ trách chung. Đợt này Điều và em đi. C9 lên đường với 30 tay súng. Bốn ngày trôi qua, bộ phận tác chiến trở về. Anh bá báo cáo về trung đoàn là đi không phát hiện được địch. Thằng em và Điều kể lại, thật là hú hồn. Đi được một ngày thì phát hiện ra đoàn quân của Pol Pot đánh 31 trên đường đang đi. Đông ơi là đông, trên thằng trăm thằng, có cả pha ra nữa. Anh bá vội vàng lệnh rút trong im lặng, nhẹ nhàng. Rút sâu ở trong rừng và nằm lại, không đi đâu nữa cho tới ngày về. Phải rồi, trong cuộc chiến ta phải tùy cơ ứng biến. Sáu hôm sau, thì tôi cùng anh em C9 đi chốt đường, để lính trung đoàn 31 kháng anh em đã hy sinh về nghĩa trang sở đại an tiếc của trung đoàn 812 để chôn cất. Trung đoàn 31 cũng có nghĩa trang dã chiến nhưng không chôn phải cáng về nghĩa trang của 812. Tôi ngồi sâu ở trong rừng cảnh giới, nhìn thấy anh em 31 cáng những đồng đội hy sinh trong cuộc chiến. Tôi cảm thấy nao nao ở trong người. Cuộc sống đó, cái chết đó, không biết là ngày nào ở đất ca này. Trong đó là những chàng trai chưa hề biết mùi đời. Nghe nói tôi con gái là đỏ mặt, tôi chưa có người yêu. Họ đã hy sinh khi vừa 18 đôi mươi. Từ lúc trung đoàn 31 bị thì toàn dê của tôi đã thay đổi lại giờ trực chiến. 3 giờ sáng là ra giao thông hào hết, chứ không còn 4 giờ như lúc trước nữa. Không dám lơ là trong khâu canh gác. Sắp đến Tết, lúc này toàn sư đoàn đang bắt đầu trong giai đoạn đi chiến dịch K5, đánh Pol Pot ra khỏi đất nước Campuchia, đưa dân vào tận biên giới làm đường, phá rừng để quân ta cài mìn dọc theo biên giới. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, thì K3 được lệnh là không phải đi đánh chiến dịch mà là đi bảo vệ dân để dân làm đường lên biên giới khi nào tới biên giới thì đóng chốt luôn còn k 2 và k 1 cùng trung đoàn sẽ đi chung với sư đoàn đánh vào chỗ tổng hành dinh Pol ở cao Mê lai mọi người trong c đều mừng vì không đi chiến dịch ngày 27 tết k 3 có lệnh đi lên ta cô ở đó chờ dân vào năm nay toàn sư đoàn sẽ không ăn tết vì đã đi chiến dịch cả năm Lần đi này không có ấn định ngày trở về Vì sẽ đóng chốt ở biên giới Nên mỗi xe chỉ để lại mấy đồng chí Ở giữ đồ cho đơn vị Còn lại là đi hết Vậy cả tiểu đoàn Có chừng 20 đồng chí ở lại sẽ dễ an tiếc Kỳ này cả tiểu đoàn đi rất phấn khởi Vui vẻ hơn Như là lúc đi đổi 196 Vì được đi bảo vệ dân Được gặp một con gái Campuchia Đó là mong đợi của lính ta Nhất là những người lính Quanh năm ở trong rừng Đoàn quân K3 lên đường đi Taco Vào ngày 29 Tết Tới trung đoàn Thì C9 tôi vào ở trong đơn vị tăng gia của trung đoàn Xe tăng gia này Toàn là anh em thương binh nhẹ Chưa đủ tiêu chuẩn để về nước Nên ở đây làm công việc nhẹ Để chờ ngày về chính sách Đêm cuối năm 1984 Đón giao thừa lần thứ hai Trên mảnh đất ca này Tôi không thấy bồi hồi cảm xúc như năm rồi chắc có lẽ tại đây năm nay không ăn Tết vì đi chiến dịch không tổ chức liên hoan tuy nhiên tâm trạng tôi cũng rất nhớ quê hương nhớ gia đình một tôi được phát cho hai cục kẹo một gói thuốc mai và một cây kem đánh răng hiệu bích đào kem này lính ta gọi là bít đầu vì bên trong đã khô cứng không còn nặn kem ra được đó gọi là quà Tết từ quê nhà gửi sang cho chiến sĩ ăn Tết bảy giờ tối đến giao thừa trong thời điểm này các đơn vị của trung đoàn đang đi chiến dịch anh em đang nằm rừng chờ ngày đánh thì ca ba được cái là không đi đánh nên tối hôm đó c đã tổ chức cho anh em họp lại để gọi là văn nghệ đón xuân lấy tinh thần mà bước vào nhiệm vụ mới mấy anh trong c đã chạy đi mượn được một cây đàn guitar chỉ còn được 5 giây đưa cho tôi tiếng đàn hòa lẫn với tiếng gõ trống trên cái thau của anh nuôi nghe cũng đỡ buồn ngủ rồi từng anh ra đứng ở trước hàng quân đang ngồi để hát tay cầm cái lon thịt hộp mà tưởng là micro đứng trước sân khấu mà hát lên tiếng khàn khàn giọng thanh tao những tiếng ca của người lính xa nhà xa quê hương được vang lên trong đêm khuya làm cho ai nấy đều háo hức không còn nhớ là đang ở đâu chỉ biết hiện tại giờ này đang rất vui đang ca hát mà không để ý đến cái chết đang chờ vào ngày mai hết tân nhạc rồi tới cổ nhạc các anh ở miền tây ca sao mà mùi mẫn hay quá nhất là cái món đàn sáu câu vọng cổ bằng miệng của dũng sói quê ở đồng tháp rồi thành ca hai câu vọng cổ bắt trước như út trà ôn thật là độc đáo còn anh lợi khùng nữa anh có một giọng ca như là thanh kim huệ vậy bản vọng cổ nào của anh cũng thuộc lòng hết mặc dù anh không biết chữ Mỗi một người lính đều có cách tài riêng của mình Đêm đó đem ra cho anh em thưởng thức hết Chỗ tái văn nghệ cây nhà lá vườn Thật vui, thật ấm cúng Làm cho tôi đêm đó hào hứng không kém Nhạc cổ đàn giáo trọi Từ 5 giây cho tới khi chỉ còn 2 giây Cái thau của anh nuôi cũng bị lụng Và móp méo hết Dây đàn và thau chịu không nổi Với sức sống mãnh liệt Của người lính xa nhà Trong đêm cuối năm Đúng 12 giờ đêm thì mọi người đều im lặng, để C mở radio lên, nghe lời chúc mừng năm mới của vị nguyên thủ, thế là tôi đã đón thêm một mùa xuân nữa ở trên đất ca này, một mùa xuân đầy khói lửa, hy sinh của đơn vị năm 1985. Sáng mùng 1 Tết, C9 được tiểu đoàn phát hai cân thịt heo muối được gửi từ quê hương sang để ăn Tết, thế là mỗi người được chia hai cục thịt mỡ mừng xuân. Cũng mừng vì đã có quà. Trong ngày Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lên đường Không khí ngày Tết khẩn trương Để bước vào nhiệm vụ mới Sáng mùng 2 Tết Cả đơn vị lên đường hành quân Nhiệm vụ của C là đi luồn trong rừng Cách nơi dân phát 500 m Cảnh giới tuần tra Và chờ dân phát hoang cây rừng mở đường Hễ dân làm tới đâu Thì C đi tới đó để bảo vệ Còn C11 Thì đi ở phía rừng bên kia Cũng như C9 và C10 Tiểu đoàn bộ Đi theo con đường dân đã làm để bảo vệ trực tiếp dân. Lần đi này cũng như là đi tác chiến, cũng tăng võng, cũng ngủ rừng không nhà cửa, chỉ có cái là không phải ăn cơm gạo sấy, lương khô. Đi đến đâu anh nuôi nấu cơm đến đó. Khi rừng quân nghỉ qua đêm thì các B chia nhau làm ba hướng để cảnh giới. C và Trinh sát, thông tin nằm ở giữa các B. Còn A cối tôi cũng nằm ở gần C1, nơi trống không có cây lớn. Tối đến, a à, cối tôi phải gác vì đã ở giữa đội hình. Tôi treo võng lên cây và đắp tấm tăng lên mà ngủ, mặc sương gió. Cứ như vậy và ngày qua ngày. Lúc này tôi không còn biết đến ngày tháng ra sao nữa, luôn sâu ở trong rừng, qua suối đi mãi. Lúc này thì dân đang ở phát rừng phía sau c chín Thỉnh thoảng các bê bắn được mang rồi giao cho xe làm thịt, nấu cho anh em ăn cũng đỡ. Còn nếu tới suối thì lội xuống mỏ ốc hến đem nướng ăn lần đó bắn được một con trâu rừng thật lớn cả xe ăn không hết vì thịt dai quá xe cho lính đem ra dân đổi lấy thuốc hút cá khô về chia nhau thấm thoát đi được chừng 10 cây số hôm đó cũng như mọi ngày các bê đi trước để mở đường thì một tiếng nổ thật lớn vang lên bị min rồi y tá chạy lên dũng quê ở đồng tháp lính 82 đi đầu vướng kp 2 đã hy sinh tại chỗ và thành đi gần nên cũng bị thương rất nặng mọi người lên cảnh giới không dám sơ hở tốt cảnh giới địch tốt đốn cây cột võng để cáng thành về trung đoàn liền về đến bệnh xá trung đoàn thì thành cũng hy sinh vậy là mới mở màn chiến dịch k 5 để bảo vệ dân của c 9 c 9 tôi đã hy sinh hai đồng chí đơn vị tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu vì pol pot đã bắt đầu phá hoại để dân không làm đường được. Giờ thì dân đã làm đường gần tới đồi 169, cách ta cô chừng 12 cây số, C11 và tiểu đoàn bộ mở đường lên đồi, nơi đóng quân ở trên đó để bảo vệ điểm cao, để dân tiếp tục phá rừng làm đường đi tới. Thế là C9 không còn luồn sâu ở trong rừng mà ra đóng quân dọc đường dân đã mở xong. Ở một chỗ, cứ mỗi buổi sáng là các B đi thông đường rồi chốt lại ở trong rừng cảnh giới cho dân phát đến chiều dân về thì mới rút quân trở về chỗ cũ a à cối tôi ở sát đường chỗ bãi đất trống rồi đào một cái hố để đặt khẩu cối 60. mươi à a cối không phải cực khổ như các bê không phải đi chốt đường không cảnh giới vì phải trực chiến với khẩu cối thành ra cuộc sống của tôi tương đối an nhàn không phải làm gì cứ mỗi buổi sáng bọn tôi ra ngồi trên cây bằng lăng đã bị đốn để ngắm con gái campuchia lâu lắm rồi tụi tôi mới được thấy con gái toàn là những công chúa lúc này tôi thấy em nào cũng đẹp cũng rực rỡ mặc dù đây là những người con gái chính gốc đen phục phịch đẫy đà với những vòng một đồ sộ bọn tôi nhìn em đắm đuối muốn rớt trong mắt luôn tí nữa thì quên là mình đang làm nhiệm vụ ở đây dân vào làm đường rất đông cả mấy trăm người trai gái lớn bé gì cũng có Trong số đó hơn phân nửa là dân Việt Nam đang sống tại Campuchia Chủ yếu là ở Phnom Penh Thậm chí có cả người Việt Nam vừa mới sinh sống ở Campuchia Thì đã phải vào đây để phát rừng Họ nói sau khi đi về thì sẽ được nhập khẩu Mỗi người đi là 3 tháng Đây là nghĩa vụ của người dân Campuchia Nên đa số dân đi phá rừng làm đường là những người đi mướn Lấy tên của những người giàu Nhờ ở sát đường nên tôi đã quen được một người dân tên sơn sống ở campuchia này cũng lâu tôi và sơn đã thân thiết với nhau sơn cảm thông được nỗi khổ của lính nên ngày nào đi làm ngang cũng cho tôi cá khô thuốc hút và cùng chia nhau anh em sống từ lúc đóng quân dọc đường cuộc sống của lính cũng đỡ khổ hơn là lúc đi luồn rừng vì mọi người không phải ngủ võng nữa được ở một chỗ nên lính ta lấy cây cột lại rồi phủ những cành lá lên để làm cái trò dã chiến tối ngủ chị cũng đỡ mồ xương tuy nhiên ở đây lại khan hiếm nước mỗi ngày chỉ được 2 lít để uống không ai được tắm rửa gì cả cứ khoảng một tuần thì được thay phiên nhau theo xe chở đồ cho dân đi về ta co để tắm rửa và giặt đồ còn nước uống thì 3 ngày có xe nước chở tới tiếp tế cho đơn vị vì không có đồ chứa nên em đào đất xuống một cái lỗ rồi trải tấm tăng ra để chứa nước hoặc dự trữ trong cái gùi. Nhờ vậy mà tiêu chuẩn mới được 4 lít một ngày. Nên mỗi sáng ngủ dậy, có nước để rửa mặt cho sáng sủa để nhìn mấy người đẹp Campuchia. Cuộc sống êm ả à đang dần trôi, thì sáng hôm đó Pol Pot đang ở xa lắm, tập kích vào đội hình, hướng B1 đang chốt. Tiếng cối và B45 nổ rền vang. Tôi, Điều và em vội chạy xuống cầu cối. Điều quay nòng súng hướng về tiếng bắn của địch chỉnh tầm tôi thì lấy đạn cối gắn liều thuốc phóng vào đuôi đạn và đưa cho em em một tay cầm đạn bỏ vào nòng cối còn một tay thì cầm đạn tôi đưa cứ như vậy mà bắn tiếng đạn cối nổ là chát lỗ tai lúc này hướng của b 1 súng trung liên và b 40 cũng bắn trả pol pot dữ dội cả khu rừng rung rinh dịch chuyển à cối tôi bắn một hơi hết 20 quả thì tiếng súng của địch đã êm Chắc bọn Pol Pot đã rút Từ ngày vào lính Lần đầu tiên tôi được bắn cối 60 Cũng đã thật Bỏ đạn cối vào nòng Đạn kêu cái ton và bay lên Cứ bắn mỗi trái cối Là bàn đế cối lại lún xuống đất một chút Và điều chỉnh lại tầm bắn Trừng bắn xong trận Thì cối 60 đã lún xuống mất cái đế Bọn tôi phải đào đất Để lấy cái đế cối lên Xong trận tập kích C đi kiểm tra lại anh em Không có ai bị gì cũng may Một tháng trôi qua Một tháng ở rừng không nhà cửa Nay đây mai đó Kể ra cũng thú vị Và một ngày trong tháng 3 năm 85 Hôm đó tôi được anh bá xê phó Lúc này đang phụ trách chung gọi lên Vì anh Mai đã đi phép Anh bá nói với tôi Mặt trận mở khóa đào tạo sĩ quan Tôi thấy đồng chí được Tôi đề nghị đưa đồng chí đi học Vậy sửa soạn ba lô rồi Về ta cô Tập trung tại trung đoàn Đưa đi về sư đoàn Cả ba chỉ có một mình đồng chí thôi đấy Trời Tôi đi học sĩ quan Tức là sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội Đầu mùa khô Giữa tháng 2 năm 1987 Chiến trường Ba Biên mỗi ngày càng ác liệt Ngoài máy bay oanh tạc thả bom Tên lửa, pháo và hỏa lực mạnh các loại từ bên kia chiến tuyến bên đất Thái bắn qua theo từng đợt Từng tràng bay sang nổ vào tất cả các điểm cao và bình địa có nhà ở của quân ta Chúng bắn khắp nơi Và bùng điểm vị trí ta đóng Kể cả đường đi Một phần chúng cũng nhờ vào trinh sát Chỉ điểm từ máy bay L-19 Bay lượn hàng ngày ở trên cao Ban ngày pháo địch như áp đảo phía ta Ngày nào cũng vậy Về đêm chúng vẫn bắn Nhưng thưa dần Chủ yếu là pháo tầm xa giữa ta và địch Bắn đối lưu phản nhau Chắc hẳn những đồng đội của chúng ta những ai đã từng đến Trung đoàn 733 Sư 315 Tham gia công tác phục vụ chiến đấu Tại chiến trường Ba Biên Và thời gian này Là đầu mùa khô năm 87 Và sau đó đều biết và nghe Những địa danh giận người Máu của quân ta cùng địch Tại chiến trường này Ngoài điểm cao 384 và 416 ra Tiếp theo là trận đánh phòng ngự Của điểm cao 3 số 5 Đây có lẽ là trận đánh nhiều gian nan Và khốc liệt nhất Ở chiến trường Ba Biên trong thời điểm này. Đồi ba số, tức 555, nằm thòi lòi qua đất Thái, theo đường biên giới Campuchia, chừng 1 km, trích về bên phải, tính theo trục đường từ ngã ba Thái, Lào, Cam, lên cao điểm 743, 753. Trên mặt đỉnh đồi này có hình dáng như chiếc giày đơn độc, từ phía đường biên nhìn qua hướng Thái, phía ta nhìn qua, phía bên trái là phần của gót giày như hình dung, bên này là mỏm đá nhô lên có nhiều cây cổ thụ và dây leo nhìn có phần cao hơn nhiều với rừng cây bên phải của đồi này phần đồi bên phải phình ra bằng phẳng nhiều hơn ít đá bên trái của mỏm đồi đá này tiếp dốc nghiêng là qua in ngựa của điểm cao chốt 562 phía sau mỏm đá này có đường dốc đá để đi lên chốt và chi viện khi cần bên phải của chốt này hơi trích về hướng tái cũng có đường dùng để bí mật chi viện lên chốt chứ ít đi vì đường đi lại rất khó khăn. Ở đây không phải đường mà chỉ đi thang dây và bám đi theo vách đá treo leo, rất hiểm trở vì có vực sâu. Bên phải của chốt dưới bình địa là trại tù trước kia của bọn tốt nơi đây có rất nhiều xương người. Nhìn về phía bên phải từ xa kia, chừng hơn một cây số là chốt của 46. Còn phía sau chốt này cũng trích về bên phải là cao điểm 500 tức đồi không tên cách nhau chừng 800 mét đường chim bay hướng đối diện của chốt này trước phía bên trái trước mỏm đá là dốc nghiêng lởm chởm đá nhô lên còn hướng đối diện bên phải trước chốt này là rừng cây dốc thoai thoại đi xuống đến chừng 500 mét là hồ nước nhìn ra phía trước xa xa kia là đồi nghiêng trải dài của điểm cao 417 của địch đối diện với chốt 46 của ta đóng quân đầu mùa khô giữa tháng 2 năm 87, địch bắt đầu triển khai bộ binh để đánh lại ta. Chúng đã tấn công đánh các chốt 384 và 416. Nơi đây quân ta đang đánh nhau với bộ binh của địch dữ dội từng ngày. Cùng thời điểm này, chốt 3 con 5 do đại đội 11 tiểu đoàn 9 chốt giữ. Địch quân cũng áp sát bộ binh trước tiền tiêu của chốt này. Lính tái chú quân phía bên kia hồ nước, cách chốt 3 số 5 hơn 700 mét Xe tăng địch cũng đã triển khai bên kia Dọc theo triển đồi Nghiêng, trải dài Của đồi 47 Chúng ẩn mình theo từng ụ đất Để tránh pháo kích của ta Trinh sát tiểu đoàn 9 Và trinh sát đại đội 21 của trung đoàn Cùng đại đội bộ binh 11 Đóng tại chốt này Đã đụng độ với địch Bên ta đã có hy sinh và thương vong Trong nhiều trận nhỏ lẻ Trước tiền tiêu của chốt này Cao điểm trận chiến bắt đầu vào thời gian này tất cả các đơn vị của trung đoàn 733, trung đoàn pháo binh 729 cùng tiểu đoàn cao xạ D14 của sư bộ 315. Đơn vị nào ít nhiều cũng có đồng đội hy sinh và thương vong. Máy bay địch oanh tạc và ném bom mỗi ngày thêm dữ dội. Chúng chút bom, quét, bom trục, bom xăng và cả bom bi. Bom nổ khắp nơi, pháo binh cối tầm xa của địch, nổ cày lỗ chỗ trên mặt đất. Cây cối đổ gãy ven đường, và các cao điểm của quân ta đang chốt giữ. Pháo binh của ta cũng nổ bên đất Thái hàng ngày, nhưng vẫn không nổ nhộn nhịp như pháo của bọn địch. Cao xã Ba Bảy Ly cùng tên lửa vác vai của ta thì hàng giờ bắn máy bay của địch, mỗi khi chúng bay qua để ném bom. Đầu tháng 3 năm 1987, địch bắt đầu đánh chốt ba số 5 bằng bom bi, nhưng không hiệu quả. Chúng triển khai pháo binh và cối bắn càng ngày lên điểm cao này trong hơn một tháng Bị pháo và cối của địch dập dữ dội Toàn bộ cây rừng to nhỏ Trên mỏm đồi này Như phát hoang thành bình địa Chỉ còn lưa thưa Một số cây to bị gãy cành Và trơ thân cụt ngọn Bên mỏm đá nhô Phía bên trái kia của cao điểm này Mỏm đá nơi đây Anh em trinh sát pháo của trung đoàn 729 Lợi dụng cây cao để dựng đài quan sát Để lộ cho pháo ta bắn Giờ chỉ còn lại Vài ba cây và một cây trụi cành. Và khoảng giữa tháng 4 năm 87, địch bắt đầu áp sát chốt 3 số 5. Lực lượng địch là một tiểu đoàn lính hỗn hợp, có cả lính tàn quân chế độ cũ của lính Việt Nam Cộng Hòa, thất trận năm 1975, lính Hoàng Cơ Minh. Chúng tiến đánh chốt này trong 5 ngày liên tục. Ngày đầu, chúng đánh từ sáng đến khoảng hai ba giờ chiều, thì ngưng và rút về trên đồi, trải dài của đồi 417 địch không trụ lại vì sợ cối và pháo của ta dập. Ngày thứ hai, địch đánh toàn tuyến. Chúng bò lên đánh vào mỏm đá nhô nơi đặt đài quan sát pháo binh. Anh em lính trung đoàn 129 phối thuộc ở đây có gần một trung đội của đại đội 11 chốt thủ. Địch bò lên vào ban đêm đánh tấn công bằng hỏa lực vác vai M62, M72 và liệu đạn dữ dội. Qua hơn nửa giờ giao tranh với địch, mỏm đài quan sát thất thủ anh em chạy vào bên trong đồi lớn vì không đủ đạn để chống trả với địch. Địch làm chủ mỏm đồi này trong 3 ngày liên tục. Cũng trong 3 ngày này, anh em đồng đội đại đội 11 chống trả bắn nhau không nghỉ với bọn địch. Mỏm đài mất hướng đối diện bên phải của đồi này, địch bò lên áp sát, đánh ác liệt với đủ loại đạn. Chúng hò reo, thổi súp lê, ném lựu đạn vào bên trong và thông hào của ta. Anh em lính đại đội 11 cố thủ Chiến đấu gần như sát lá cả với bọn địch Có những chiến hữu Nhiều lần bốc liệu đạn của địch Ném loạt vào thông ngào ta Anh em lại bốc ném ngược trở lại Ra phía địch Tôi vẫn còn nhớ tên của đồng đội Huyên tóc dài Người bốc liệu đạn của địch Ném lại nhiều nhất trong trận này Bọn địch la hét Nói cả tiếng Việt Những ngày này đại đội 11 chiến đấu với địch Chỉ chi viện bằng hỏa lực Tại chỗ của đơn vị Đến ngày thứ năm Sáng sớm địch vẫn còn bám đánh Chúng cố chiếm quả đồi này Nhưng 8 giờ sáng cùng ngày Pháo binh ta bắn dữ dội qua hồ nước Và triền đồi trải dài Của đồi 47 Nơi trú quân tiền phương của bọn địch Cối C-13 trung đoàn Bắn chi viện lên trước trên chốt này Địch rút chạy về phía bên kia DKZ 130,6 ly Từ đồi 502 của ta Bắn thẳng qua mỏm đá nhô Đại quan sát pháo nơi địch chiếm giữ nổ cấp tập đến 11 giờ trưa thì ngưng anh em bộ binh đại đội 11 bò ra để đánh chiếm lại nhưng chỉ đánh chớp nháy địch tuộc dốc tháo chạy ta thu một số súng đạn và địch để lại mấy xác chết chưa kịp đem về sau trận đánh buổi chiều đại đội 9 tiểu đoàn 9 chúng tôi được lệnh của tiểu đoàn cơ động cõng đạn cối 82 ly lên chi viện cho chốt này tôi được đại đội phân công cùng 12 đồng đội do đồng đội nhàn quê tuy an phú yên chỉ huy xuống kho lấy quân khí đồng đội dũng quân khí tiểu đoàn quê ở cam ranh nằm dưới suối phía sau dưới chân đồi 562 cạnh đường biên nhận đạn mỗi người được 6 quả mang ba lô và hai quả cột dây tòng cổ cùng súng đạn mang theo cõng lên chốt này lên đến nơi mới thấy được sự tàn phá hoang tàn của bom của pháo mặt đất bị cầy loang lộ cây cối tan hoang, mùi khắc thuốc, đạn vẫn còn nồng cay. Những tảng đá bị pháo nổ, vỡ ra thành nhiều mảnh. Cây cối bay đi đâu mất, bình địa còn lại một màu đất mơ. Bột đất đã tơi như làm nương rẫy. Anh em đồng đội chúng tôi giao đạn xong, chuẩn bị quay về, thì pháo Thái Lan bắn qua và dập mấy chàng trên đồi này. Bốn đồng đội của đại đội 11 hy sinh vì chúng nguyên một trái pháo ở trên miệng hầm. Khi anh em chuẩn bị ăn cơm Lúc này là 5 giờ chiều Nấp pháo xong Chúng tôi chạy lại về đơn vị Kết thúc trận đánh phòng ngự Của đại đội 11 tiểu đoàn 9 Đối đầu với một tiểu đoàn địch trong 5 ngày Ta vẫn giữ nguyên chốt 5 năm năm Nhưng sự hy sinh và thương vong của quân ta Cũng đáng kể Với thấy được sự kiên cường Dũng cảm của những người lính Những người đồng đội cùng thời chiến trận Nơi chiến trường Ba Biên Một khô thật ác liệt sau trận đánh phòng ngự giữa tháng Tư cuối mùa khô năm 1987, địch bị thất bại trước sự dũng cảm kiên cường của anh em bộ binh đại đội 11 tiểu đoàn 9, cộng với sự phối hợp tác chiến của các đơn vị hỏa lực trung đoàn cùng pháo binh trung đoàn 129, quân ta đã thành công trong chiến đấu phòng ngự tại cao điểm này. Chỉ huy đơn vị này hiện tại trung úy Hoàng quê Bình Sơn Quảng Ngãi đại đội trưởng, thiếu úy Phúc cùng quê Bình Sơn. Riêng Thiếu úy Thuấn quê Đức Linh Thuận Hải Đã đội phó đi phép vào tháng 3 trước trận đánh này chưa qua Sau khi thất bại đánh tấn công đổi 3 số 5 Lính Thái dường như rút hẳn bọn bộ binh ra xa về cứ điểm để trú quân Chúng chỉ còn hoạt động các lực lượng biệt kích lính áo đen, ó xanh Thường xuyên len lỏi bám sát hoạt động của quân ta vào những thời điểm thích hợp Riêng máy bay L-19 thì trinh sát trên cao từ sáng đến chiều tà còn pháo binh địch bắn cả ngày lẫn đêm máy bay địch ném bom ở khắp nơi các điểm cao và bình địa ta đóng quân chúng ném bom bắn pháo đủ loại thường xuyên mỗi ngày vào thời điểm cuối tháng tư đầu mùa mưa năm 1987 quân khu có điều một tiểu đoàn lính công binh của trung đoàn 280 đơn vị này đóng quân ở cầu Sirapok tiểu đoàn 4 công binh trung đoàn 280 lên ba biên với nhiệm vụ đào hào công sự hỗ trợ anh em lính bộ binh trung đoàn ba để vận chuyển thương tử và chi viện khi chiến sự xảy ra sẽ lưu thông vận chuyển dưới thông hào chiến lược này đường giao thông hào công sự này rất rộng và sâu chiều ngang 2 mét và sâu cũng đến 2 mét đất đào được ném đều hai bên nên nhìn rất sâu đường hào công sự bắt đầu từ thung lũng đại đội 13 cối của trung đoàn bộ 733, phía sau chân đồi 500. Anh em công binh của tiểu đoàn 4, trung đoàn 280, đào đến đầu tháng 6 năm 87 đã lên tới đường biên, chỉ còn cách khoảng 500 m nữa là đến chân đồi 562. Ở đây, chiến hào công sự này được đào rẽ thành ba ngã. Một đường hào công sự hướng qua chốt 555, một đường hướng đến biên giới, chân cao điểm 562. Anh em công binh đang đào cả ngày đêm không ngừng nghỉ. Tôi có hai đồng hương cùng quê Đức Linh, Thuận Hải ở đơn vị này. Đơn vị C3 công binh của tiểu đoàn 4, trung đoàn 280. Đồng hương Dũng và đồng hương Thành ở gần nhà. Cùng thôn, hai đồng hương đi lính đợt 1 năm 85. Trước tôi một năm, nghe được thông tin, tôi từ bãi trảng 694 chạy xuống tìm đồng hương. Chúng tôi gặp nhau tại đây, mừng vui như muốn khóc nhưng vì công việc nhiệm vụ khẩn trương nên anh em chúng tôi không được thành thơi để nói chuyện tôi ở chờ đến khi hai chiến hữu được nghỉ giải lao chúng tôi mới có thời gian thăm hỏi nhau vì anh em công binh phải tranh thủ lúc không có máy bay địch ném bom thì đào cho kịp nhiệm vụ còn pháo bắn vẫn đào bình thường ba chúng tôi đang ngồi ở dưới công sự hút thuốc hỏi thăm nhau thì nghe tiếng vu vu nhìn lên bầu trời có chiếc L-19 đang bay lượn vòng vòng ở trên cao. Cùng lúc là chiếc xe Rin 31 từ trung đoàn chở châu lên cho đơn vị tiểu đoàn 9 chúng tôi. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, chiếc xe mới chạy lên đường biên vừa qua chân đồi 555 hơn 300 mét. Có lẽ trinh sát từ chiếc L-19 này, pháo từ hướng Thái Lan bắn qua như giải đá. Chiếc xe bị trúng pháo bên mạng sườn, hư hỏng, riêng đồng đội tài xế toát nạn một con trâu bị thương bỏ chạy Còn hai con sống thì không sao Lúc này đại đội 3 Tiểu đoàn 4 công binh trung đoàn 280 Của đồng hương tôi Pháo địch bắn trúng ngay trên bờ công sự Nổ mấy chẳng liền Anh đại đội phó của đơn vị này Và một chiến sĩ hy sinh trúng mảnh pháo địch Sau đợt pháo địch bắn Tôi Thành và Dũng ôm nhau lần nữa Rồi chia tay Tạm biệt đồng hương cùng quê nhà Tôi chạy lại về đơn vị Chiến trường Ba Biên mỗi ngày càng ác liệt hơn với bom pháo của bọn địch. Giữa tháng 6 năm 87, địch bắt đầu chuyển quân đóng theo rìa bên kia của chiến đồi, trải dài ở điểm cao 417. Từ chốt 694, đơn vị chúng tôi, đại đội 9, tiểu đoàn 9, đóng quân. Nhìn qua bằng mắt thường, vẫn thấy rõ lính thái di chuyển quân, lên xuống chiến đồi này rất đông. Lực lượng địch có thể vài tiểu đoàn trú quân ở đây. Máy bay trực thăng địch bay tầm thấp đến trên bên kia của đồi này nhiều lần trong ngày liên tục hơn một tuần xe tăng địch có bốn chiếc cũng bố trí ở đây chúng thường xuyên bắn tầm thẳng khống chế chốt 694 đơn vị chúng tôi đóng quân có thể địch vận chuyển bằng máy bay trực thăng chờ dụng cụ phục vụ cho tác chiến chiến trận sắp xảy ra nhưng chưa biết địch đánh chốt nào đơn vị nào của ta trong thời gian tới đây tháng 6 năm 1987 Chiến trường Ba Biên vào mùa mưa rừng Có lúc mưa triển miên Cả ngày không dứt Đặc điểm riêng của mùa mưa rừng ở đây Không nặng hạt, ít gió Mưa phùn lâm dâm Có khi mưa liên tục đến mấy ngày Trời mưa Thì quân ta khỏi phải núp bom bi của địch Vì máy bay không qua ném bom Nhưng pháo địch Vẫn bắn cả ngày lẫn đêm không nghỉ Những ngày càng về cuối tháng 6 Địch tập trung cối, pháo tầm xa, bắn khắp mọi nơi. Dường như, chúng bắn không sót một vị trí nào, kể cả các đơn vị tuyến sau. Chúng tập trung pháo binh, bắn chốt 500. Anh em đơn vị EKZ ở đây dường như không khai hỏa được. Chốt 562 do đơn vị đại đội 10, tiểu đoàn 9. Ở đây, địch cũng tập trung cối, pháo, bắn cả ngày đêm. Quân ta có thương vong. Đơn vị đại đội 9, tiểu đoàn 9 chúng tôi đóng chốt ở 694 một trung đội. Ở đây cũng có khẩu pháo DKZ-82 ly của tiểu đoàn phối thuộc. Cũng phải đấu nòng súng vào trong hầm, chủ yếu bắn vào ban đêm và sáng sớm khi có lệnh bắn. Còn ban ngày trên đỉnh đồi này dường như giao cho pháo địch nổ. Pháo từ xe tăng địch bên triển đồi thấp 47 bắn qua. Riêng chốt bà con năm địch tập trung cối và pháo bắn vào chốt này nhiều hơn vào buổi chiều. Thật ra có thể địch đã ém quân Từ ngày 24 tháng 6 năm 87 Đến trưa ngày 26 tháng 6 Địch quân đã tràn vào yên ngựa Của đội 526 Tiếp giáp đài quan sát đội 555 Cách chừng 300 mét Anh em lính đại đội 10 cảnh giới Phục địch phải rút lui Vào bên trong phòng ngự Vì địch rất đông Hướng đối diện chốt 3 con 5 Hướng hồ nước địch đã tiến lên Tiếng súng con Cùng hỏa lực của ta đã bắt đầu nổ. Đạn R M62 M72, Xích tốc của địch cùng tiếng AK B40 B41 12 ly 7 của ta bắn vào đầu nó dữ dội. Cầu DKZ 106 từ đội 562 được bắn mấy quả khai hỏa thì bị pháo địch bắn hạ. Hỏa lực chi viện cho chốt 555 bị pháo địch khống chế không ngóc lời lên được. Đội 500 tức đội không tên cũng như 694 và đội 562 không chi viện cho chốt năm vì pháo địch dập dữ dội. Lúc này đã 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Tiếng đạn của ta và địch tại chốt ba con năm nổ đến 1 giờ chiều thì ngừng chiến. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, địch tổ chức tiến đánh lại. Cũng hướng đối diện hồ nước này, anh em đồng đội đại đội 11 chiến đấu kiên cường, quyết liệt với bọn địch. Chúng tổ chức nhiều đất tiến công nhưng không thể thêm được. Cối đại đội 13 của trung đoàn bộ trung đoàn 733 cũng đã chi viện. Bắn ra trước triển đổi 555 nơi địch đang tiến đánh. Chỉ còn hơn vài chục mét là địch có thể chiếm thông hào chiến đấu của ta. Cùng thời điểm, bên đồi 600 đại đội 9 tiểu đoàn 9 chúng tôi đóng quân trên cao điểm này. Trên chốt này có một trung đội đụng độ với nhóm biệt kích đánh nhấp nháy khi chúng leo lên chốt gặp tổ cảnh giới của ta chúng chưa kịp nổ súng bị ta đánh bất ngờ chúng bỏ chạy để lại một ba lô lương thực và có vết máu độ bên chốt năm năm địch đánh đến 4 giờ chiều cùng ngày thì ngưng nghỉ riêng mỏm đài quan sát năm năm địch vẫn chưa thấy động tĩnh chúng rút quân xa xa về trên đồi thấp của đồi 47. tất cả yên tĩnh trở lại pháo và cối của địch không bắn bên ta cũng vậy kể từ ngày đầu cuộc chiến đến nay thật sự chiều nay là buổi chiều yên lặng nhất của chiến trường ba biên trong thời điểm này từ chốt 694 đơn vị của chúng tôi nhìn sang trên triển đồi 417 quân địch rút về đây có rất nhiều võng khiêng xuống bên kia triển đồi này máy bay trực thăng địch bắt đầu bay lui bay tới đây cho đến tối vẫn còn nghe bay có lẽ máy bay địch vận chuyển tương tự Chắc quân địch tiêu hao lực lượng cũng không phải ít. 4 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 6 năm 1987, tiếng súng đạn nổ vang rộn cả một góc trời ba biên, từ hướng chốt ba con năm, địch đã tấn công. Chúng bò lên đánh chiếm mỏm đá ở đài quan sát đồi này. Địch chưa đánh hướng chính diện, hướng đối diện xuống hồ nước, chúng đánh bất ngờ và tràn quân lên từ mỏm đồi đá này. Quân ta kháng cự quyết tử với bọn địch ở hướng này, nhưng thường thì hướng này an toàn. Nên không có giao thông hào chiến đấu ở bên trong Địch dễ tấn công bằng hỏa lực Đại liên địch nã đạn như mưa Hướng này anh em đồng đội Phải vào hầm cố thủ Tiếng súng lê địch thổi vang khắp nơi Đến 2 giờ chiều cùng ngày Địch đã chiếm toàn bộ bình địa của chốt này Đội 555 thất thủ Anh em đồng đội C11 Cố thủ ở trong hầm Kháng cự với lực lượng của một tiểu đoàn địch Đại đội 11 đã mất thông tin liên lạc Với chỉ huy tiểu đoàn 9 Mất chi viện đạn dược nước uống lương thực trong thời gian chờ chi viện chiều cùng ngày tại đội 9 tiểu đoàn 9 chúng tôi có đồng đội điếu lính đợt một năm tám người dân tộc ba tơ quảng ngãi dẫm phải mìn k 58 bị bay mất cả hai chân nhưng vẫn còn sống lúc anh em đơn vị khiêng đi vẫn còn thở nên tranh thủ chạy xuống đến ngã ba biên thì đồng đội đã tắt thở lúc này đã gần 5 giờ chiều có tiếng xe ủi lên đang ủi mặt bằng ở phía trái bên đường từ dưới lên đoạn lưng chừng dốc phía trên cây cầu đá qua đại đội 17 thông tin ở trung đoàn bộ cách cầu chừng 200 trăm mét gần tới ngã ba biên ở đây nhìn lên đồi năm 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 thấy rất tổng thể được ba phần đồi còn một phần bị khuất ở hông sườn đồi 500 về hướng bắc khi anh em chúng tôi bàn giao đồng đội điếu xong quay về khoảng gần 6 giờ một khẩu pháo 37 ly hai nòng đã kéo lên vị trí này được giá trên mặt đất bằng chứ không có trận địa có lẽ anh em cao xạ của tiểu đoàn 14, sư đoàn bộ 315 cũng đã chỉnh hướng tầm ngắm xong. 4 giờ, dạng sáng ngày 8 tháng 6 năm 87, quân ta chuẩn bị phản công để chiếm lại chốt 555. Một tiểu đoàn của trung đoàn 142 cùng sư 315 đã tăng cường chi viện từ chiều hôm qua. K6 trung đoàn 142 cùng tiểu đoàn 7, trung đoàn 733 chúng tôi đã ém quân dưới chân đồi. Phía bên này chốt hướng ra đường biên đã hiệp đồng chiến đấu Tất cả chờ lệnh khai hỏa 5 giờ sáng cùng ngày DKZ từ đồi 500 bắn thẳng qua địch 555 Nơi có địch lưu trú DKZ ở đồi 694 Bắn qua trên đồi 417 của địch Pháo binh trung đoàn 729 Cũng bắn qua điểm đồi này Một chiếc xe tăng địch bị trúng phá của ta Lửa bốc cháy ba chiếc còn lại cũng đã di chuyển Cao xạ 37 ly hạ nòng bắn thẳng lên bình địa Ở đỉnh 555 cùng lúc Bộ binh K6 trung đoàn 142 Tiểu đoàn 7, trung đoàn 733 bò tiến lên điểm cao này. Cối của đại đội 13, trung đoàn cũng bắn tập trung lên bình địa của đồi. Bộ binh chỉ tiến lên cập trường chờ cối và cao xạ 37 ly của ta. Địch quân ở trên chốt năm 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 không thể ở lâu, chúng đã bỏ cả tử thương tháo chạy. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, ta đã làm chủ toàn bộ đồi ba số. Bộ binh hai tiểu đoàn phối hợp tiến lên, không bắn viên đạn nào, sau đó rút xuống chốt địch để lại bốn xác chết còn nguyên vẹn ngay ở sân bóng gần hầm đại đội này còn thịt người thì tung vãi khắp nơi ở dưới triển chốt riêng đại đội 11 hy sinh một đồng đội nuôi quân bị thương một số đồng đội nữa lúc chiến đấu ngày trước 4 giờ chiều cùng ngày nhận lệnh của chỉ huy tiểu đoàn đại đội 9 chúng tôi chi viện lên chốt 555 một trung đội đóng tại mỏm đá đài quan sát do thiếu úy đặng quốc việt quê tam kỳ đại đội phó chỉ huy lên kết hợp phòng ngự cùng đại đội 11 tại điểm cao này cho đến khi bàn giao chốt cho đại đội 5 tiểu đoàn 8 cùng trung đoàn 733 chốt giữ thì rút về. Riêng đại đội 11 sau khi giao chốt đã chuyển qua đóng ở phía trước dưới chân đồi 623 đường qua điểm cao 741. Mùa khô vào cuối tháng 3 năm 1987 chiến trường ngã Ba Biên mỗi ngày thêm ác liệt. Sau trận đánh phòng ngự chốt 384 xong quân số đơn vị chúng tôi Tại đội 9 đến lúc này chỉ còn 62 đồng đội Kể cả anh em hỏa lực đi phối thuộc Như hai khẩu 12 ly 7 hai khẩu đội DKZ hai khẩu đội cối 82 ly Và chỉ huy đơn vị Trước đây khi địch chưa đánh bom pháo Và đánh địch các trận đánh phòng ngự chốt 416 Đánh chốt địch trận đội 387 Trận tổ phục của trung đội 2 Trận tổ phục của trung đội 3 Và trận đánh phòng ngự chốt 384 Quân số đủ của đơn vị Kể cả anh em đồng đội hỏa lực của toàn tiểu đoàn phối thuộc là 115 đồng chí. Tính ra quân số đơn vị thất thoát do hy sinh, thương vong và một số anh em bệnh nặng, sốt cũng gần bằng quân số còn lại. Sau trận đánh phòng ngự chốt 384 xong, chỉ huy đơn vị hiện tại là thiếu úy Đào Ngọc Ngãi, quê Phổ Cường, Mộ Đức, đang quyền chỉ huy trưởng. Vì Trung úy Phan Văn Minh, quê Nghệ An, đại đội trưởng, đang đi phép. Thiếu úy Tín, quê Hà Tĩnh, chỉ huy phó chính trị và thiếu úy Nguyễn xung quê Phủ Mỹ, Vài hôm sau, Trung úy Nguyễn Hữu Công quê nghĩa Thành Quảng Ngãi đi phép cũng qua đơn vị. Anh công lên ghé nhà chỉ huy trò chuyện rồi đi thẳng lên chốt 384 trực tiếp chỉ huy trung đội này. Hai hôm sau, có lệnh di chuyển lúc 4 giờ sáng. Địa hình tác chiến của đại đội chín chúng tôi được thế chân cho đơn vị bạn là đại đội 7 tiểu đoàn 8 cùng trung đoàn 733. Toàn đơn vị di chuyển, riêng Trung úy Nguyễn Hữu Công được bổ sung ở lại chỉ huy đại đội này cùng với trung úy minh chỉ huy trưởng đại đội 7 đơn vị chúng tôi rút quân xuống chốt di chuyển đến tiểu đoàn thì mới biết cả tiểu đoàn bộ và đại đội 10 cũng di chuyển trên đường hành quân ngược về sườn phía nam giải núi đăng Rích của tiểu đoàn 8 đóng quân trước đó chỉ huy tiểu đoàn và hậu cần thông tin đóng ở dưới ven suối phía sau chân đồi 562 tạm thời trong khi chờ anh em làm hầm trú ẩn lán trại giao thông hào chiến đấu và phát hoang dọc đường ống hướng lên đồi 743. Điểm đóng quân của tiểu đoàn bộ cách 562 chừng 500 m. Làm xong chỉ huy tiểu đoàn và hậu cần cùng thông tin sẽ chuyển lên. Hiện tại chỉ có các khẩu đội hỏa lực và trinh sát của tiểu đoàn đóng ở đây đang làm. Riêng đại đội 10 không cơ động nữa mà chuyển lên đóng chốt ở 562. Đóng trải dài ra tới yên ngựa 562 nơi gần tiếp giáp với tổ đài chốt 555 của trinh sát pháo trung đoàn 729 phối thuộc cùng đại đội 11. Đại đội 11 vẫn đóng ở vị trí cũ ở đồi 555. Riêng đại đội 9 chúng tôi đóng trải dài từ chốt 600, chốt 694 cùng bãi chảng đá dưới chân đồi 694. Do trung đội 1 đảm nhiệm cùng một trung đội 12 ly 7 của trung đoàn 142 phối thuộc đóng dưới chân chốt 623. Đường đi qua đồi 741 của đất Thái Lan và một bên bãi trảng đá đường lên 743 do trung đội 3 và đại đội bộ đảm nhiệm. Trung đội 2 đóng dưới chân đồi 743 và ở chốt này riêng đồi 753 ta không đóng chốt ở đây mà chỉ đi tuần đường hàng ngày từ 743 qua 753 rồi quay về. Đơn vị di chuyển ổn định được mấy hôm thì tình hình chiến sự nóng bọc trở lại. Anh em đại đội 10 phục cảnh giới ngoài yên ngựa 562 đã phát hiện lính Thái Lan bám vào, đụng độ nổ súng với địch ở đây. Chốt 555, đại đội 11, địch cũng đang ém quân, pháo bắn, máy bay địch ném bom bi, bom xăng, cháy nổ khắp nơi ba biên. Chốt 555, địch đã pháo suốt ngày đêm, không còn một gốc cây, nhìn lên đỉnh đồi chỉ thấy đá lô nhô, hướng mỏng đài quan sát, còn lại vài cây đã bị cột ngọn. Riêng hướng đại đội 7 của tiểu đoàn 8 địch đã bám quân thọt sâu, ém quân vào phía sau của đơn vị này. Quân địch rất đông, đoạn phía trên cầu một cây theo trục đường, dưới đại đội 7 gần một cây số. Nơi đây, lúc đại đội 9 chúng tôi, anh em thường đi cải thiện, hái đu đủ và chuối rất nhiều. Có thể biệt kích địch nắm được tình hình, truyền giao địa hình tác chiến của ta, lợi dụng pháo bắn và bom nổ. Địch bò ra đường cắt dây liên lạc hiệu tuyến, liên lạc từ đại đội xuống tiểu đoàn và ngược lại chúng tổ chức phục Người hy sinh đầu tiên là đồng chí Hòa quản lý đại đội này Hòa bị địch đâm rồi lôi xác vào bìa rừng từ sáng sớm Khi Hòa đang làm nhiệm vụ Chuyên môn xuống tiểu đoàn bộ chỉ có một mình Cùng ngày, anh em thông tin tiểu đoàn 8 đi nối dây Cũng bị địch phục và giấu xác vào bìa rừng ở ven đường Vì không liên lạc được Chỉ huy tiểu đoàn 8 là anh Hải quê ở Nha Trang Mới nhậm chức tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 8 được vài hôm anh Hải chính sát thông tin cùng một số anh em bộ binh lên đơn vị đại đội 7. Qua khỏi cầu một cây đều bị địch phục bằng mìn, chúng nổ súng bất ngờ, tất cả đều hy sinh, chỉ còn đồng đội đi sau chạy được về báo tin. Lộ mục tiêu, địch tổ chức đánh thẳng xuống bộ chỉ huy tiểu đoàn 8. Ở đây, anh em rút xuống đại đội 14 cao xạ 127 của trung đoàn kháng cự quyết liệt. Địch rút ngược lên hướng đại đội 7, đường dẫn qua Thái Lan chúng luồn theo suối đánh chiếm hầm bộ nuôi quân và khu vực đại đội này anh em dưới đại đội đã rút lên chốt 384 và chốt 416 chỉ còn hầm chỉ huy đại đội của anh Minh đại đội trưởng cùng một đồng đội quân khí và hai đồng đội bệnh trong đó có đồng đội Nguyễn Thiệt quê Đức Linh Bình Thuận lính đợt 1586 đang bị sốt cùng quê với tôi anh Minh cùng đồng đội trụ lại chống trả chết sống với địch Địch dùng hỏa lực vác vai Bắn thẳng vào hầm nhưng không được Vì cửa hầm hình chữ Z Đồng đội Nguyễn Thiệt giáp đạn cho anh Minh Bắn trả lại địch Đồng đội quân khí bị trúng đạn đã hy sinh Chỉ còn 3 đồng đội ở trong hầm Đến khi hỏa lực DKZ Và 12 ly 7 chi viện Từ chốt 384 bắn xuống Thì địch rút Chúng tập trung lực lượng đánh chiếm chốt 416 Anh em trên chốt kháng cự dũng cảm Trận đánh diễn ra rất ác liệt Thêm chi viện hỏa lực từ chốt 384 bắn qua, địch đã phải tháo chạy. Xong trận, một đơn vị của tiểu đoàn 8 truy kích lên tìm xác anh em hy sinh. Bên phía trên cầu một cây, tất cả 19 đồng đội, trong đó có tiểu đoàn phó Trung Ý Hải. Mỗi đồng đội hy sinh chỉ còn một vảnh lỗ tai. Riêng anh Hải tiểu đoàn phó bị địch cắt hết hai vảnh lỗ tai. Địch đã cắt, tịch thu 20 vảnh lỗ tai của các đồng đội, cùng súng đạn và một bản đồ anh Hải mang theo. Anh em hy sinh cùng trong một ngày 25 tháng 3 năm 1987 Được chuyển về tuyến sau 19 đồng đội bị địch phục trên cầu một cây và một đồng đội quân khí Tất cả là 20 đồng đội hy sinh trong cùng một ngày Sau trận đánh, anh Minh đại đội trưởng đại đội 7 được về quân khu đi báo công Đồng đội Lê Đức Tuyên, lính đợt 1 năm 86 quê Phan Tiết Cối thủ 60 ly chốt ở 46 của đại đội này cũng được nhận bằng khen và được chủ hình lưu niệm với thủ trưởng sư đoàn. Ngã Ba Biên vào những ngày đầu tháng 4 năm 1987, thời tiết không còn lạnh buốt vào nửa đêm đến khi bình minh ló dạng nữa. Cái nắng nóng như cháy ra người vào ban ngày cũng đã đi qua. Thay vào đó là những cơn mưa đầu mùa trở nên mát mẻ. Sương mù bao phủ núi đồi vào sáng sớm. Những tán cây rừng chơi trụi cảnh vì pháo bom trở nên rạng rỡ từng chùm chồi non tua tủa vươn ra từ những cành cây bị mảnh bom pháo cắt đứt nay hồi sinh trở lại những mầm hoa dại cùng cỏ cây đua nhau vươn chồi nở lộc đi qua những bãi đá từ những kẽ đá nứt mọc lên những loài hoa nhiều màu sắc thêm rạng rỡ cho núi đồi những một măng tre rừng đội đất trồi lên mạnh mẽ làm thay đổi sắc màu khô khan của mùa nắng cháy ba biên về đêm núi rừng ba biên thêm ồn ào từ những cành cây khô mục bị thấm nước trở nên nặng hơn mà đổ gãy tiếng xào sạt của các loài bò xác ăn đêm cứ ngỡ như là có địch trên những cành cây cao các loài thú như trồn mướp cũng tranh thủ đi ăn nhộn nhịp đến kinh ngạc vì chúng không sợ đạn pháo về đêm thật khó tin và cũng thật ngạc nhiên không hiểu đạn bom nhiều như vậy mà thú rừng ba biên khi mùa mưa đến thú rừng cũng nhiều như vậy như khỉ gấu cù lần beo kỳ đà rắn ở đây cũng có loài chăn bông khổng lồ to tướng. Có lần tôi và Đồng Hương Tuấn, quân khí tiểu đoàn bộ 9, gặp và bắn con chăn dài mười mấy mét bỏ qua đường. Đạn bắn hai băng, nhưng bắn không trúng đầu nên nó cứ trườn đi. Hai đứa chạy vòng theo suốt hơn 200 mét, theo vết máu. Có đàn kiến nhọt đen và anh em hay gọi là kiến bồn bốt đang đánh hơi bỏ theo. Thì phát hiện con chăn đang bị thương nằm ở dưới suối. Đồng Hương Nguyên nổ bồi một viên ngay đầu con chăn nổi lên Khiêng về làm thịt Chia nhau ăn cả tiểu đoàn bộ Đơn vị chúng tôi Lúc này đã di chuyển Đang đóng các chốt Thuộc địa bàn của tiểu đoàn 8 trước đây Đại đội 10 đã chuyển quân Đóng ở đỉnh chốt 562 Và trải ra tới yên ngựa của chốt này Tiếp giáp với đài quan sát chốt 555 Đại đội 11 vẫn đóng chốt ở 555 Vì ở đây Địch đang áp sát ở chốt này Nên đại đội 11 còn chấn thủ đơn vị đại đội 9 chúng tôi nhận nhiệm vụ đóng quân giải đều các chốt như 600, 694, bãi chảng đá dưới chân 694 do trung đội 1 chốt giữ, đóng phía dưới chân chốt 623, trục đường đi qua 741 do trung đội 3 chốt giữ, chốt 743 do trung đội 2 chốt ở cao điểm này và chịu trách nhiệm tuần đường từ 743 lên 753. Chỉ huy đại đội và xe bộ đóng trên bãi chảng đá đường lên 743 từ ngày chuyển quân lên đóng tại các vị trí này chúng tôi vẫn cứ nấp hầm tránh pháo thì thường xuyên ngày cũng như đêm nhưng ở đây có phần thành tơi hơn lúc ở chốt 384 và 416 riêng trung đội 1 đang đóng ở chốt 694 và chốt 600 các đồng đội có phần vất vả hơn nhất là chốt 694 vì nắm ngay họng pháo của xe tăng địch từ trên sau của chốt 417 địch đóng chúng bắn thẳng vào chốt này không ngơi nghỉ chúng chỉ ngưng vào ban đêm để của ta chỉ bắn được vài loạt thì nấp hầm sau đó dường như trên chốt dành riêng cho pháo địch nổ đặc biệt chốt này có một trái đạn pháo găm vào thân cây rất ấn tượng không biết nó găm vào thân cây này lúc nào vì đa phần pháo bắn thì lính ta nấp hầm nên không đồng độ nào rời thời điểm của trái đạn găm vào thân cây mà không nổ Riêng trung đội 2, trung đội 3 và đại đội bộ ít núp hầm hơn. Ở đây chúng tôi không còn trực tiếp đối đầu với bọn bộ binh địch nữa. Chỉ nấp hầm khi nghe tầm pháo đề ba địch bắn là biết nó sẽ bắn vào đơn vị mình hay không. Ban ngày khi có máy bay Thái thả bom bi thì ngâm gạo sấy ăn ở dưới hầm. Chờ cho qua đợt bom nổ xong mới ngoi lên. Việc gì rồi cũng thành quen. Dần theo thời gian máy bay địch bay qua thì tìm điểm thông thoáng xem cao xạ của dây 14 bắn khói ụp như bông trên bầu trời dài theo đuôi máy bay của địch tên lửa vác vai bắn lên là một tiếng rú nghe đã tai theo sau một luồng khói trắng máy bay địch nhà cầu lửa lại làm nó nổ tung lên cảnh tượng thật khó quên về đêm đơn vị tổ chức đội đèn đi cải thiện nhiều nhất là trồn mướp và con cù lần đêm nào cũng vậy chiến trận rồi cũng có lúc thành tơi vui thật là vui tại đội chiến chúng tôi lúc này chỉ có gần vài chục đồng đội kể cả chỉ huy đơn vị trong đó có một tiểu đội của trung đội 2 và anh em bệnh của các trung đội khác về cũng tại điểm đóng quân một bên bãi trảng này cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn của đơn vị vui là mỗi chiều lặng im tiếng pháo ra bãi trảng để đá bóng được săn bắn tự do khi gặp chim thú buồn là đơn vị lại mất đi một đồng đội hiền lành vui tính nhưng gan dạ khi đánh địch và đá bóng rất hay. Chuyện của đồng đội Lâm, quê hòa Mỹ Tuy Hòa, đã hy sinh vì trái pháo mồ côi. Chiều nay, một buổi chiều thật vui, anh em đại đội bộ 9 rủ nhau ôm bóng lên bãi trạng, chia phe lửa. Kết quả đội bên tôi thua 2-1, riêng đồng hương Lâm làm bàn hai quả. Chơi bóng xong, anh em mỗi người một canh đựng nước, kéo nhau xuống suối tắm giặt. Đồng hương Thi, dân tộc Ba Tơ ở trung đội 1, bị sốt mới về đại đội bộ vài hôm cùng đi tắm tắm xong vắt nước về nửa đường thì gặp một bầy vượn mặt đỏ mắt xanh chúng đang đu trên một cây đồng hương thi bắn rớt một con cõng về đơn vị làm thịt không ai biết nó là con vượn gì nhưng nó rất to nặng hơn 30 cân nấu nướng ăn cả đại đội bộ sau hôm sau cũng như mọi hôm anh em ở dưới hầm pháo vì pháo bắn rất sớm thường thì chúng bắn đến khi máy bay bay qua để ném bom lại ngưng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, chúng không bắn vào điểm đóng quân này. Hầm đồng hương Lâm ở phía trên, cách hầm chúng tôi chừng hơn 50 mét. Lâm ở với hai đồng đội người dân tộc Ba Tơ đang bị bệnh sốt. Thường thì buổi ăn sáng ở trong hầm, khi nào pháo ngưng bắn, cũng đến trưa mới lên dọn rửa chén. Nhưng hôm nay, do pháo ngưng, mở sáng đến giờ không bắn vào đơn vị, nên đồng hương Lâm lên rửa sớm giúp cho mấy đồng đội bị bệnh. Hơn nữa, nước rửa để ở trên hầm ngay cạnh bụi chuối, cũng gần miệng hầm. Đồng Hương Lâm đang rửa chén nồi, tiếng pháo đề pa từ hướng Thái Lan bắn qua lúc sáng đến giờ. Nhưng chúng bắn vào các đơn vị khác, vậy mà trong đó có một trái pháo rơi nổ ngay vị trí của đồng đội Lâm đang đứng. Không kịp xuống hầm, pháo nổ quá gần, đồng đội Lâm bị nát một đôi chân và ổ bụng. Sau tiếng nổ là tiếng la của Lâm. Anh em chạy lên không còn cấp cứu được cho đồng đội vì vết thương quá nặng và mất rất nhiều máu. Lâm rất tỉnh táo nhắn gửi với đồng đội nhất là đồng hương lực nuôi quân cùng quê gần nhà với đồng hương Lâm. lời đồng hương Lâm nói rằng ở nhà Lâm một côi nhà có hai chị em cha mẹ mất sớm nếu mai mốt đơn vị có di chuyển đi đâu thì các đồng hương hãy thắp nhang hay đốt lửa kêu mình đi với đừng để mình ở lại nơi này buồn lắm. nói xong. Bắt lâm dưng dưng Rồi tắt thở Thật xót thương cho đồng đội Lâu nay tôi không hề biết đồng hương lâm Một cô cha mẹ Đến khi lâm sắp xa đồng đội Tôi mới hiểu được chuyện buồn Và số phận mồ côi của đồng hương lâm Lâm hy sinh thật bất ngờ Cả đơn vị bàng hoàng Về cái chết đáng thương của đồng đội Đồng hương lâm được anh em đồng đội Khiêng xuống tuyến sau Thật ngậm ngùi cho số phận mồ côi và sự hy sinh gắn liền với trái pháo mồ côi của một chiến binh nơi chiến trường Ba Biên mưa bom bão đạn nhớ mãi nhớ mãi đồng đội tôi chốt 384 của trung đội 3 đại đội 9 tiểu đoàn 9 thượng sĩ đoàn văn nội lính đợt 2583 quê ở mộ Đức Quảng Ngãi chỉ huy chốt này nằm ở phía bên phải trục đường dẫn qua Thái Lan cách đại đội bộ 9 theo đường bộ chừng hơn một cây số Tại đội bộ 9 nằm ngay trục đường này Theo hướng ra tổ phục đường Dẫn qua Thái Lan Ra khỏi thông hào chừng 50 mét rẽ phải Theo đường mòn lội qua suối Leo dốc lên tới trận địa DKZ82 ly của tiểu đoàn phối thuộc Đến ra thông hào của chốt 384 Ngoài ra còn có đường chia viện Lên chốt này từ đại đội Hướng nhà nuôi quân Qua suối lên phía sau của chốt Đi gần nhưng hơi dốc Đường lên chốt Tới trận địa cối 60 ly của trung đội này Do đồng hương bé Lính đợt 2583 Quê ở Lý Sơn, Quảng Ngãi, cối thủ Kể từ ngày anh em đại đội 10 chi viện Đánh ngoài tổ phục Đến nay tình hình có phần yên ổn Địch chỉ bắn pháo Ném bom khắp nơi ở ba biên Hướng chốt 555 Thì trinh sát tiểu đoàn và bộ binh đại đội 11 Ta có đụng độ ngoài hồ nước Ngay bên ta Có một số anh em thương vong chuyển về tuyến sau Trong đó có đồng hương định cùng quê gần nhà tôi bị thương rất nặng định bị chúng đạn r xuyên vai đứt cuống phổi vẫn còn sống mấy hôm nay pháo từ bắc úm bắn vào đơn vị nhiều hơn 10 giờ 30 phút đơn vị có tin buồn đồng hương nguyễn em quê ở nha trang khẩu đội dkz 82 ly về nước mới qua được hai ngày thì hy sinh vì chúng nguyên trái pháo 155 ly của địch bắn trúng trận địa thật xót thương pháo địch bắn trúng trận địa DKZ-82 của trung đội 3. Đồng hương Nguyễn Em hy sinh vì vướng hai mảnh pháo trúng tim. Đồng hương Nguyễn Xuân Quang y tá đại đội lính đợt 2 năm quê ở Nha Trang chạy lên cấp cứu nhưng không kịp nữa. Vì em đã chết. Quang chăm sóc, chít cho đồng đội em hai mũi thuốc rồi lau mặt vút mắt cho đồng hương. Sau đó đồng hương em được hai anh em vận tải khiêng chạy xuống trung đoàn anh em dưới lại đội bộ cũng chưa kịp nhìn đồng hương em lần cuối vì pháo bắn nên anh em vận tải tranh thủ chạy. Đồng hương Ngọc lính đợt 2 năm 85 quê ở Phan Rang sách đồ của đồng hương em chạy theo sau. Ngoài tổ phục của trung đội 3 nằm bên kia bãi trắng cách điểm đóng quân của chốt 384 gần một cây số do đồng hương Hồng quê ở Cam Ranh chỉ huy điện vào báo. Lính Thái chụp quân xuống đồi 387 của địch bằng máy bay trực thăng khoảng một đại đội ràn di. 6 giờ chiều cùng ngày, địch cho một trung đội đi tuần ở vành đai chốt này. Chúng đi lọt vào tổ phục của ta. Trận đánh nhấp nháy bằng mìn Claymore của tổ phục diệt được 4 tên. Trong đó có một nữ binh và một số bị thương. Địch chi viện thêm một trung đội xuống dàn trận, bắn như mưa, nhưng chúng không phát hiện ta. Sau đó chúng tổ chức khiêng thương tử đi. Tối lại phục được lệnh rút của chốt 384 Cùng thời điểm ở đơn vị Không biết anh em ngoài tổ phục Kháng cự như thế nào Mà không nghe tiếng đạn của ta Và cũng không chi viện Sáng hôm sau Đồng Hương Hồng Xuống đại đội kể lại mới biết 4 giờ sáng ngày hôm sau Địch đánh pháo binh vào đơn vị Chốt 46, chốt 384 của đại đội bộ Lệnh chỉ huy trung đội 2 Ở đại đội bộ Tất cả anh em ra thông hào trực chiến Khi trời tờ mờ sáng trên chốt 384 nghe ủng hoàng tiếng B40, B41 của ta địch đã bắt đầu đánh vào chốt này nghe tiếng súp lê sung phong của địch rồi đủ loại đạn nổ vang một góc trời lệnh chỉ huy đại đội phó thiếu úy đào ngọc ngãi quê phổ cường quảng ngãi cho cối tám hai ly chi viện riêng khẩu cối trên gần nhà đại đội cho đồng hương Sương bắn thì còn đủ trợ thủ còn khẩu cối dưới gần nhà phục vụ cho đồng hương đỗ tấn thanh chỉ có một mình Vì anh em đồng đội trợ thủ bị thương Do mảnh pháo chuyển đi viện mấy hôm trước Tôi đang ở Thông Hào Ở trung đội 2 trực chiến Được gọi về trận địa cối Cùng đồng hương lực nuôi quân quê hỏa Mỹ Để phụ đưa đạn cho đồng hương thanh bắn Chỉ huy cho bắn 20 quả Thì đồng hương thanh cứ thế thả Không đếm luôn Đến khi không nghe đạn trên chốt nổ thì ngưng Sau đó hợp đồng tác chiến Địch tấn công Nghe đạn bộ binh thì ta bắn cối Thỉnh thoảng địch phản pháo Nhưng chỉ nổ cách trận địa Cối 5 đến 7 mét Đồng hương thanh bắn cối rất chuyên nghiệp Thanh lấy tầm hướng ống ngắm xong Rồi gạch làm dấu trên thước ngắm Cứ thả 5-7 trái cối Thì lại tầm ngắm đúng theo vạch Rồi bắn tiếp Bắn rất nhanh không cần ngắm lại Riêng khẩu DKZ 75 ly Trên chốt của 46 không bắn chi viện Qua chốt 384 Vì phá bọn địch dập sập luôn trận địa Cối 100 ly từ tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 9 cũng chi viện lên DKZ từ đội 500 và pháo 85 ly lòng dài của 729 bắn khống chế qua đội 387 của địch Đến 10 giờ trưa thì tất cả im lặng vì bộ binh của Thái ngừng chiến Chúng rút lại khỏi tầm đạn cối của ta Lúc này chỉ còn tiếng pháo bắn phản kích của địch vào đội 500 và tiểu đoàn bộ Pháo 729 của ta cũng bắn sâu vào lãnh thổ Thái và đội 387 của địch Đánh chốt 384 Địch quân dùng một đại đội Lính quân phục giản di Chúng trang bị phần nhiều là hỏa lực phóng liệu vác vai Như M62, M72 Và tiểu liên hai nòng M18 Có cối cá nhân Bắn đạn bi 79 xít tốc để tấn công Địch đã tấn công 7 lần Nhưng không phá được phòng ngự của ta Vì cối ta chi viện Dập dữ dội, nổ trước thông hào 30 mét Nên chúng không thể tiến lên được Đến gần 11 giờ cùng ngày từ đường chi viện hướng nhà nuôi quân đại đội 4 Đồng hương bị thương trên chốt được chuyển xuống Đồng đội thủy, đồng đội lợi, lính cứu thương Và hai đồng hội khác đã tới được đại đội Và chuyển xuống viện C-18 Anh em bị thương nhẹ vào phần đầu và vai Chỉ huy đơn vị chuyển y tá của đại đội bộ Nguyễn Xuân Quang lên chốt 384 Thế cho cứu thương lợi Tiếp tục nhiệm vụ cho chiến đấu Cùng lúc 6 đồng đội ở trung đội 2 đồng đội lực nuôi quân và tôi được lệnh chi viện và cõng đạn lên chốt này nhận đạn xong pháo địch không bắn nên anh em chạy một mạch đã tới nơi lên đến chốt vì quen bắn cối và ráp liều đưa đạn thượng sĩ nội hỏi đồng hương bắn bê chưa dạ em chưa bắn bê chứ cối thì bắn rồi tôi được thượng sĩ nội phân công tôi đến hầm cối 60 ly của đồng hương bé phụ bắn cối hỏi anh em Tôi tìm đến hầm cối của đồng hương bé Vừa đến nơi Đồng hương bé đưa nước cho tôi uống và hỏi Dưới đại đội có ai bị gì không Tôi nói không sao Thì pháo địch dập trở lại vào chốt Nổ khắp nơi Một trái pháo cắm ngay vào trận địa cối Tôi ngồi cuối đầu nín thở Còn đồng hương bé nằm xuống Hên quá Trái pháo bị lép không nổ Thì ra nó là trái pháo lang tinh phá hầm Cắm sâu xuống đất chừng 2 mét rồi nổ ba bốn năm mảnh lớn bốc cháy đến sụp đất hai đứa hú hồn vì chưa chết pháo địch bắn lại đến hai giờ chiều thì ngưng và địch rút hẳn vì đánh chốt này không nổi phần lớn do hiệp đồng tác chiến của ta hiệu quả khống chế chi viện của địch từ đội ba của dkz từ đội năm trăm cùng với pháo tám năm lòng dài của bảy 29 hai chín uy hiếp bộ binh địch không tiến thẳng vào chốt được do cối tám hai ly từ đại đội bộ 9 cùng cối 100 ly từ tiểu đoàn bắn chi viện lên nổ dữ dội sau trận đánh phòng ngự đến 4 giờ chiều tình hình im anh em chi viện lên được lệnh trở về đại đội bộ còn anh em trên chốt củng cố lại thông hào và hầm trú ẩn ta bị thương nhẹ bốn đồng đội địch không thấy để lại xác chết nào sáu hôm sau trung đội 2 lên phối hợp truy lùng ở ngoài chốt thu được rất nhiều đạn đại liên m 60 và lựu đạn M67 mới nguyên thùng trên vài trăm quả khi địch bị cối bắn phải tháo chạy bỏ lại. Ngày tháng dần trôi, theo chân năm tháng dài trong chinh chiến mà chỉ những người lính đã từng làm nhiệm vụ quốc tế vì trách nhiệm của những người con đối với tổ quốc, vì độc lập tự do của dân tộc mới cảm nhận được. Những năm tháng ấy đã hiên sâu trong tâm trí của mỗi chàng trai đất Việt với sứ mệnh làm nghĩa vụ quốc tế là quân tình nguyện giúp bạn tự chủ xây dựng lại đất nước Campuchia ngày nay cũng là chiến trường ca với con top Việt Nam tôi cũng như vậy như bao đồng hương chiến hữu được vinh dự làm nhiệm vụ này biết bao nhiêu câu chuyện để kể về chiến trường nhất là những lần gặp gỡ nhau hội ngộ của tình yêu chiến hữu lính ca thì dường như không quên nhắc lại chuyện chiến trường có những kỷ niệm trong chiến đấu tương trợ giúp nhau lúc ốm đau khi làm nhiệm vụ tác chiến Không quên được của mỗi người lính Mỗi đơn vị trên chiến trường Vào sinh ra từ ấy Đơn vị tôi cũng vậy Những ngày tháng còn lại Của tiểu đoàn 9 trung đoàn 733 Trực thuộc mặt trận 579 Đơn vị chúng tôi ở lại Karati Khi trung đoàn 733 Rút quân về nước Tiểu đoàn ở lại được bổ sung lực lượng Từ thông tin, trinh sát, quân y hậu cần Riêng bộ binh Thì được chọn lọc từ đơn vị tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 của trung đoàn 733. Tất cả anh em đã được qua trận mạc Ba Biên, được biên chế đủ quân số tiểu đoàn độc lập, vẫn đóng ngay vị trí của đội đoàn 9 lúc ban đầu. Chỉ huy trưởng tiểu đoàn lúc này là thiếu tá Nguyễn Long Cáng, phó chỉ huy là anh Hạnh, chỉ huy phó chính trị là anh Thu. Đơn vị chúng tôi ở lại với sự chỉ huy trực tiếp từ quân khu 5. Lịch tác chiến của tiểu đoàn được luân chuyển từng đơn vị, mỗi đại đội tác chiến ngoài rừng 10 ngày thì tới đại đội khác đi tiếp theo. Trừ khi có thông tin quân báo, lệnh của quân khu mới tác chiến đội hình tiểu đoàn. Quân chủ lực của đơn vị chủ yếu là anh em lính nhập ngũ đợt 1 năm 86 và đợt 1 năm 87. Đơn vị cũng vừa nhận tân binh là anh em lính đợt 1 năm 88 mới qua. Đơn vị đại đội chín chúng tôi chỉ huy trưởng lúc này là thượng úy Trọng chỉ huy phó là trung úy trung và trung úy tín phó chính trị kể từ ngày ở bản bo rút về đã qua các lớp chỉ huy đơn vị trước đây đến lúc này đơn vị vẫn đi tác chiến nằm rừng nhưng thật sự chưa đánh địch trận nào ra trò chỉ hai lần đi tác chiến đội hình tiểu đoàn lúc anh hoàng tiểu đoàn trưởng chỉ huy thì cũng chỉ bắt sống địch dẫn về đó là trận núi toan toàn dân đào vàng và vài tên địch ngầm Chiều nay, một buổi chiều ngày 17 tháng 5 năm 1989, Thượng úy Trọng giao ban tiểu đoàn về có tin. Tối lại đơn vị họp mặt toàn đại đội phổ biến tình hình tác chiến cho ngày mai. Đợt này, đến lượt đại đội 9 nằm rừng như những lần trước. Khác hơn là hành quân tác chiến bên kia sông Mê Công thuộc huyện Porosop. Ở đây là cứ điểm của địch ngầm, phổ biến tác chiến giao nhiệm vụ xong. Đồng chí nào có nhiệm vụ được đi thì chuẩn bị khí tài quân tư trang lương thực thực phẩm tác chiến sẵn sàng trong đêm riêng tôi từ ngày nhận nhiệm vụ làm quản lý đại đội từ tháng 5 năm năm tám trên ba biên đến giờ chưa được đi trận nào chỉ trừ mấy lần xin đi khi về karate đi với anh em cho biết rừng núi campuchia nói vui chứ đánh nhau bằng súng với thái lan rồi chứ bọn pol pot thì chưa nhưng lần này không cần xin đi cũng được đi Vì tôi mới có người kế tục nhiệm vụ quản lý đại đội Có thằng chiến hữu lính đợt 1587 Quê ở Đà Nẵng Tên Trần Văn Anh Điều phối cơm áo gạo tiền cho anh em lính trong đơn vị Nên vô tư tiếp nhận nhiệm vụ Tôi đã được nhận nhiệm vụ mới về tiểu đoàn bộ Nhưng chưa biết công tác gì Nên chưa về Vì còn phải ở lại đơn vị Nên được thượng úy trọng cho tham gia tác chiến đợt này Sáng hôm sau Đơn vị tập trung quân số đủ 32 đồng chí kể cả chỉ huy hành quân ra tiểu đoàn bộ chỉ huy đội hình tác chiến có cả thiếu tá tiểu đoàn trưởng nguyễn long cáng thượng úy trọng và trung úy tín ở đây đúng sáu giờ ba phút chúng tôi được xe Jin ba của tiểu đoàn do tài xế thiếu úy 10 quê ở đà nẵng chở lên phà karati xe chở chia thành hai chuyến đến bến phà có tàu bạn phối hợp đưa chúng tôi qua sông đến chín giờ thì toàn đơn vị mới qua sông đủ nhưng hơi lâu vì chia thành ba lượt vượt sông bắt đầu hành quân đi vào một phum nhỏ gần ở bờ sông này qua khỏi phum hành quân theo trục đường hướng tây nam dọc đường chỉ toàn dấu bánh xe bò chia thành hai rãnh chính giữa là cây bụi là là ngang đầu gối lạ đường nên anh em chỉ đi theo dấu bánh xe vì không biết có mìn trên đường hay không đi khoảng 10 cây số thì cắt rừng về phía nam Băng rừng không theo đường mòn nữa Đặc biệt rừng bên này khác hơn Không giống rừng ở phía bên Karati Khi đi tác chiến vào rừng Toàn là rừng khộp Và cây lá to như cây dầu Thỉnh thoảng những nơi gần suối Thì có rừng tre Mặt đất khô và đồi đá lô nhô Tầm nhìn xa có chỗ vài cây số Còn rừng bên này Vẫn giống rừng ở quê tôi Cây cối đan nhau đi cách nhau vài mét là có nhìn gai mây cây lớn nhỏ đan nhau như rừng ba biên nhưng không có tre và ẩm ướt có cả cây ăn trái và dây gồi những con vắt bu hút máu trên mặt đất ẩm ướt đoàn quân cắt rừng đi khoảng 5 cây số thì dừng chân ở đây chúng tôi được phân công dừng chân nghỉ theo từng tiểu đội và ăn cơm trưa chỉ huy đơn vị cùng trinh sát đang xem bản đồ hướng vị trí dừng chân chưa kịp ăn cơm thì đồng chí Tèo, quê Hàm Thuận Nam, lính 586 ở tiểu đội phía trước, lom khom xuống báo chỉ huy, có tiếng người nói rất gần. Anh Cáng cùng hai đồng chí bám lên phát hiện địch, mệnh lệnh truyền tai chuẩn bị chiến đấu. Mỗi trung đội trực tiếp một chỉ huy. Anh Cáng trung đội 1, anh Trọng trung đội 2, anh Tín trung đội 3. Mỗi trung đội chỉ đúng 11 người. Hỏa lực mạnh B40, B41 và đại liên M60 trung liên RBD cùng một khẩu cối M60 do đồng đội tuyên quê phan thiết để bắn chi viện cũng như truy kích địch. Địch đang hứa đông nam, cách chúng tôi đứng quân chừng 70 m Địch cũng đang cắm trại dừng chân. Đội hình chúng khoảng 60 tên. Đặc biệt không phải Pol Pot mà là lính tàn quân Sereka, lính Son San. Lệnh chỉ huy trung đội 2 nằm tại chỗ chờ chi viện. Trung đội 3 nhẹ nhàng tiến lên bám sát chờ B40 của trung đội 1 Bắn thì khai hỏa Riêng trung đội một chúng tôi Anh Cáng chỉ huy bám vào rất gần địch Đã nhìn thấy địch hai tên Mặc quân phục rằn di Ôm súng M18 hai nòng đi qua Đi lại cảnh giới Nhưng chưa thể khai hỏa được Vì trước mặt là hai ụ mối to Có bụi cây và dây leo rậm rạp Không thể nhìn tổng quát vị trí địch Lệnh chỉ huy cho ba đồng chí bò đến ụ mối để quan sát Anh Cáng và đồng đội tèo bò đi trước Tôi và đồng đội tao Lính 87 quê Quảng Nam ôm đại liên mở 60 sau sau Anh em còn lại đợi lệnh khai hỏa Trước mặt là rừng cây lá thấp, lá cao Lòng khom thì thấy có lều trại và thấy địch Thằng nằm võng, thằng ngồi Đồng đội Tèo nói với anh Cáng Chắc anh em phải leo lên ụ mối để quan sát mới bắn được Anh Cáng đồng ý, Tèo nhẹ nhàng leo lên Anh Cáng nói nhỏ với tôi Hai đứa đợi thằng Tèo khai hỏa rồi mới bắn Nói xong, anh Cáng phất tay cho đồng đội phía sau tản ra Rồi bò lên Đồng đội hẹ quê Quảng Nam hỏi Địch đâu đúng không Thao nói gần địch lắm rồi Nói nhỏ thôi Hẹ nói có thấy đâu mà bắn Tôi nói hẹ phải long khom lên mấy bước mới thấy được Anh em chúng tôi nôn ruột Nhìn theo tèo đang leo Chờ tín hiệu của tèo Tèo đưa tay ra hiệu chỉ vào trái B40 Với anh Cáng Anh Cáng bảo chúng tôi chuẩn bị bắn Vừa nói xong Bùm banh Tèo bắn B Tôi nằm xuống kéo dây đạn đại liên M60 cho thao bắn Tông 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 Đại liên nổ Rồi đủ loại đạn nổ tiếp theo sau Hướng của trung đội 3 Trung liên RBD B41 dồn dập bắn về phía địch Cối 60 trung đội 2 Tuyên thả toang toang Truy đuổi hai trung đội địch ở phía trước La hò xung phong Địch tháo chạy Ta truy kích theo đến suối chừng 500m thì ngưng Trung đội 3 trụ lại Phòng địch phản kích lấy xác tử binh Cuối trung đội 2 Tuyên vẫn bắn chậm chưa ngưng Trung đội 1 chúng tôi Quay lại điểm khai hỏa xung phong Địch để lại 12 tên chết Toàn là lính CDK Quân phục rắn di Riêng trái B40 của đồng đội Tèo Diệt 9 tên nhìn là biết ngay Vì tên nào tên ấy Tóc quéo xém lửa đen thui ba tên còn lại chúng đạn thẳng Anh em nói vui Vụ này công chung Chứ biết ai bắn chúng Ta thu được hai tiểu liên AK 6M16, 4 khẩu M18 một cối 60 Và một máy radio Và đạn dược Sau đó lệnh chỉ huy rút quân về Đúng ra chúng tôi phải tác chiến đủ 10 ngày Nhưng hên là gặp địch sớm Nên sáng đi chiều về Đồng hương chiến hữu tham gia trận này Xin bổ sung thêm Vì chi tiết mình kể hướng tiến công Của trung đội 1 mình tham gia